Tôi thấy ở đây có rất nhiều anh chị đang ở ngoài phòng chờ ấy. Thì bây giờ phòng dùm mình full 1.000 rồi. Thì uh, các anh chị chúng ta qua phòng dùm số 2 nha. Được không ạ? giờ phòng dùm full rồi mình ngồi mình chờ cũng đâu vô được đâu. Đó, nên là uh, bạn của anh chị nào mình có thể nhắn cho những người bạn của mình qua phòng dùm số 2 được không ạ? Rồi, ok. Rồi tối hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái nội dung anh chị nha là tôi sẽ cùng với các anh chị uh, chỉnh sửa bức tranh uh, mục tiêu tài chính uh, 30 ngày cuối tháng 5. À, và trong số anh chị nghe tôi nói rõ thì mình uh, nói rất rõ đi ạ. À. Có bạn bảo là nói nhỏ quá. Rồi cảm ơn anh chị rất nhiều. Thì bạn nào mà anh chị nào mà nghe rõ thì có thể là do anh chị vừa có điện thoại cắt cắt ngang qua nên là khi anh chị uh, tiếp tục cuộc họp zoom ấy, thì nó sẽ nghe nhỏ thì uh, chúng ta thoát ra để vào lại ha. Ừ. Ai cũng nói rất rõ có một anh chị bảo là nhỏ thôi. <laughs> dạ vâng. Rồi thì các anh chị tôi hỏi là các anh chị đã làm bức tranh mục tiêu tài chính 30 ngày. Tháng năm của mình chưa ạ? Anh chị nào làm xong rồi? Cũng đã nhờ chủ nhóm mình xem và chỉnh sửa xong rồi Ok rồi Ngon lành rồi Thì comment là Comment số 2000 nha Ngon lành chưa ạ? Khởi động ra ra khơi được chưa? Bây giờ cho thuyền ra khơi được chưa? Hay là một số anh chị Chưa xong bức tranh thì sao ra khơi được? Bây giờ muốn ra khơi tìm vài Thì ít nhất là mình cũng phải Có cái bản đồ chứ đúng không ạ? À? Ừ. Và hồi sáng này có một chị hỏi tú á, thì tú không biết là các anh chị chúng ta có phải có có đang bị nhầm lẫn chỗ này hay không thì tú cũng nhắc luôn nha cái chỗ mà trung bình cộng lợi nhuận hai tháng gần nhất chia hai và nhân cho 1,5 hoặc nhân cho hai anh chị lưu ý cái chỗ lợi nhuận hai tháng gần nhất ấy là bao gồm lợi nhuận của tháng 3 và tháng 4. chúng ta không có cộng cái lợi nhuận đột biến nha lợi nhuận đột biến là lợi nhuận từ được tặng quà nè được cho tiền được thu hồi thu nhập nè uh, huy động vốn nè uh, bán được tài sản giá trị lớn hoặc những cái tiền mà mình gửi số tiết kiệm nó gia tăng không cộng vào nha mà cái chúng ta chỉ cộng cái khoản mà cố định mỗi tháng mà chúng ta đều tạo ra được đó chính là từ tiền lương và từ công việc kinh doanh thôi mình chỉ cộng hai khoản đó để mà nó ra được cái lợi nhuận của tháng 3 và tháng 4. Mặc dù trong cái lúc mà chúng ta cộng cộng lại để ra được bao nhiêu phần trăm mục tiêu là mình đang vượt mục tiêu 200, 300 hay 400 phần trăm. Nhưng mà tới cái lúc mà mình ráp vô cái công thức để ra mục tiêu của tháng 5 ấy, là mình phải trừ ra nha mình không cộng vào. Thì các anh chị chúng ta xem, thử xem mà cái mục tiêu tháng 5 anh chị đã đặt đúng công thức chưa? Là cái lợi nhuận của tháng 5, của tháng 4 và tháng 3 là chỉ cộng thứ nhất là nếu anh chị đang làm một công việc ở công ty có lương thì ok một thứ hai là nếu anh chị đang có một hoạt động kinh doanh thêm nữa thì mình lấy lợi nhuận của cái hoạt động kinh doanh đó thôi còn những cái nguồn khác lúc tổng kết thành công thì có cộng vô nhưng cái lúc mà ra cái mục tiêu lợi nhuận của tháng năm thì không cộng vào bao trong số anh chị chúng ta nắm rõ à? và anh chị xem với tôi là mình đã làm đúng chưa nha chứ không mà nó phóng lên đó như là cái chị bạn của tôi là tháng vừa rồi là bán được cái mảnh đất 2 tỷ Lợi nhuận từ chị chỉ có đi làm thuê thôi ừ. Chỉ uh, từ tiền đi làm thuê là 15 triệu cố định 15 triệu cố định Thế xong rồi tháng 3 là cũng 15 triệu cố định luôn Chị không có làm kinh doanh Thì chị mới hỏi tôi là Thế tháng này chị đặt bao nhiêu Thì tôi hỏi là chị tính đặt, chị tính đặt như thế nào đâu Chị nói em nghe xem thì chị mới cộng cái tiền 2 tỷ mấy đó cộng với 15 triệu của tháng 3 cái nó ra con số như anh chị biết không dạ hơn 1 tỷ đầu tiên là tôi hỏi đầu tiên là chị có tin là chị đạt được hay không nè <laughs> chị nghe xong chị hốt hoảng chị mới nhắn là tôi em ơi em ơi à, mục tiêu tháng này sao to quá trời to em xem giúp chị với là cộng nhầm vô đó anh chị nha anh chị tách ra nha Tại vì tháng này bán được chứ mình có một mảnh đất thôi. Bây giờ mình có nhu cầu tháng này, mình, tháng này mình bán chứ tháng sau mình đâu có bán đâu. Anh chị cộng vô từ 15 triệu lên tỷ là gấp bao nhiêu lần anh chị ơi. Trời ơi nó to quá trời to luôn rồi. Đầu tiên là bên trong anh chị mâu thuẫn nội tâm rồi. Chứ đừng nói chỉ là học 30 ngày nha. Bên trong nó đấu tranh tư tưởng rồi. Thì đừng nói chỉ là tới cái việc ứng dụng. Đúng không ạ? À? Đó. Cộng cho đúng nha. Anh chị xem mà coi mình đọc, cộng đúng chưa? Có một bạn hỏi Tú là cho mình hỏi là mình đặt mục tiêu tài chính 30 ngày. Và mình cũng mong muốn thanh khoản cả bất động sản thì có đặt cộng dồn vào mục tiêu tháng luôn không? Dạ không nha. Mình tách ra nha. Mục tiêu 30 ngày là mục tiêu 30 ngày, còn mục tiêu bán bất động sản thì uh, mình làm một cái bức tranh khác. Ừ. Và mình uh, mình sẽ giờ uh, với lòng biết ơn và cũng như đặt hàng vũ trụ. Riêng Tại vì nếu mà cộng vô ấy, thì bình thường đang đang quen với cái nhiệt kế là đang quen với cái nhiệt kế là 50 tới 100. Tự nhiên giờ đặt đặt dồn vô bán bất động sản nó lên 3 tỷ. Chi 2. Chi 2 nha. Chi chi 1,5 gì? Chi 2 và nhân cho 1,5 anh chị không học dung ngày hôm qua anh chị nào mới ngày hôm nay thì tôi không trả lời đâu nha bởi vì hôm qua đã chia sẻ rồi thì các anh chị liên hệ chủ nhóm mình liên hệ chủ nhóm mình xin cái video thiết lập mục tiêu và chủ nhóm mình sẽ hỗ trợ mình hôm nay không phải là cái buổi mà tôi giải đáp anh chị những câu hỏi là đặt mục tiêu vì sao được mà có bạn hỏi là không có lương thì có biết với tranh mục tiêu 30 ngày hay không? Các bạn có cần tiền không? giờ đầu tiên là bạn có nhu cầu bạn có mong muốn là có tiền hay không có thì đặt mục tiêu thôi đúng mà câu trả lời của bạn thanh hòa là câu trả lời tôi vừa trả lời cho bạn nguyễn hồng phúc ở trên nha ok rồi anh chị chúng ta nắm rõ cái chỗ mà tôi nói là không có cộng luôn cả cái đột biến vào mà chỉ cộng cái lương và cái thu thu nhập nếu mà từ công việc kinh doanh thôi. Để ra được cái lợi nhuận của tháng 3 và tháng 4 sau đó cộng vào và chia 2 và nhân cho 1,5 hoặc nhân 2 để ra cái lợi nhuận tháng 5. Anh chị nắm rõ chưa? Rồi ok. Rồi hôm nay tôi sẽ sửa và anh chị ngồi quan sát lại xem nha. Là mình xem cái bức tranh của mình ấy, xem có cần chỉnh sửa Uh, gì nữa trong cái mục tiêu của mình hay không nha Anh chị nào chưa biết Thì trong tối hôm nay chúng ta ngồi lại và chúng ta viết nha Thứ nhất là uh, Chúng ta cần phải Có mục tiêu 30 ngày Bây giờ anh chị muốn học cái gì, anh chị muốn làm cái gì Anh chị bán cái gì, anh chị buôn cái gì Anh chị muốn làm gì tôi không biết Nhưng quan trọng là nếu anh chị không có mục tiêu Thì tất cả những gì anh chị học Tất cả những gì anh chị làm Nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả Tại vì đâu có cái đích để mình đến đâu Cái anh chị không biết anh chị học để làm gì anh chị không biết anh chị làm để làm gì Đâu mà cho nên là mục tiêu phải có và chúng ta phải hiểu cái ý nghĩa vì sao mình phải có mình phải thiết lập mục tiêu và cái thứ hai mà chúng ta cần phải làm là sau khi chúng ta đã có bức tranh mục tiêu rồi chúng ta phải gì uh, sẽ ngày mai tôi sẽ cùng với các anh chị đưa cái bức tranh này vào trong tầng tiềm thức của mình và khi anh chị đã nắm được cái cách mà viết bức tranh rồi nha thì anh chị sẽ hoàn toàn có thể là tự viết cái bức tranh cho cái việc bán cho cái việc bán bất động sản bán xe hay thanh khoản những cái tài sản giá trị lớn mà các anh chị muốn hoặc các anh chị có thể là viết ra một cái bức tranh mua tài sản dựa trên cái sườn là thiết lập mục tiêu theo công thức smart goal là công thức đặt mục tiêu thông minh bản thân tú ấy, anh chị đã mua và bất động sản cũng như mua xe uh, mua nhà và mình cũng đạt được những cái mục tiêu gia tăng về dân số nè rồi lợi nhuận nè rồi phát triển doanh nghiệp nè thì tôi đều phát gọi là điều ứng dụng cái bức tranh điều ứng dụng và đưa vào trong bức tranh hết anh chị nha mình nói thôi vẫn chưa đủ mà mình còn phải làm bức tranh nữa và cái tốc độ mình đưa cái bức tranh nó vào tiềm thức nhanh bao nhiêu thì cái tốc độ mình đạt mục tiêu sẽ càng nhanh bấy nhiêu Được không ạ? À? Nên anh chị chúng ta chưa có thì anh chị chúng ta cần phải làm. Bởi vì cái điều này rất quan trọng nha. Nhiều anh chị cứ nói là mình không có thời gian. Thì câu hỏi giờ, tôi hỏi anh chị bây giờ mình muốn có tiền. Tiền thì mình muốn có. Nhưng lại không có chịu làm những cái thứ tạo ra tiền. Thì không ai giúp được mình đâu anh chị nha. Được không ạ? À? giờ cái tiền muốn có mà bây giờ không làm những thứ mà tạo ra tiền như cái chị hồi nãy hỏi là giờ không có lương thì có cần cần là bức tranh không thế tôi hỏi có muốn có tiền không thì đang làm những cái bước đang làm những cái hành động để mình có tiền đây nha được không ạ rồi và tôi sẽ nhắc lại cho anh chị cái sườn cái sườn là mục tiêu nha để từ nay về sau các anh chị cứ ráp đúng vô và chúng ta sau này á bây giờ chịu nhớ anh chị chỉnh sửa bức tranh cho mình đúng không thì làm sao các anh chị phải làm sao để thời gian tới là anh chị tự chỉnh sửa bức tranh cho mình luôn tại vì anh chị sẽ dùng nó cho rất nhiều mục tiêu được không ạ à? đó anh chị ghi xuống những cái những cái yếu tố những cái lưu ý mà tôi chia sẻ để mà anh chị xem xem cái bức tranh của mình nó đầy đủ chưa và nó có thiếu yếu tố nào hay không và tôi cũng sẽ chia sẻ anh chị những cái bí kíp giúp cho anh chị đưa cái mục tiêu của mình vào cho bên trong tiềm thức của mình ừ rồi những yếu tố giúp cho anh chị viết được một cái bức tranh hoàn chỉnh nha và cái bức tranh này nó phải thuận theo những quy luật của vũ trụ đúng không ạ yếu tố thứ nhất đó anh chị là yếu tố về thời gian cụ thể rõ ràng nha ngày tháng năm nào có rất là nhiều anh chị chúng ta viết bức tranh nhưng mà mình để cái cái khuôn thời gian rất là xa ví dụ có một chị nói với tôi là chị rất là muốn thay đổi hiện tại cái công việc của chị nó đang là công việc lương cố định bây giờ chị muốn chuyển sang kinh doanh thì tôi hỏi mới hỏi chị là khi nào chị bảo là 3 năm nữa mẹ tôi chia sẻ với anh chị nha 3 năm nữa thì tôi mới nói với chị là ok chị 3 năm nữa thì vậy thì ba năm nữa chị mới phát triển khi mà anh chị khi mà anh chị cho thời gian để mà đạt mục tiêu ấy thì chúng ta nên cho thời gian ngắn thôi anh chị nó gần thôi để anh chị có thể dồn cái sự tập trung của mình vào và hoàn thành cái bức tranh cũng như cái mục tiêu đó chính vì vậy anh chị chúng ta mới có mục tiêu 30 ngày và mục tiêu 6 tháng còn cái mục tiêu mà 3 tới 5 năm nữa thì các anh chị nên làm cái bản tầm nhìn nha anh chị dán những cái điều mà các anh chị muốn còn mục tiêu thì chúng ta có mục tiêu 1 tháng, 6 tháng và 1 năm. Mình phải có thời hạn cụ thể. Là mình hoàn thành mục tiêu. Giống như mục tiêu năm á anh chị thì hồi hôm bữa trong cái đêm giao thừa là tú cùng với các anh chị sẽ cùng làm mục tiêu năm đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi qua 12 tháng của năm 2024. Tháng 1 anh chị thấy là mình đã có những thành công gì? Tháng 2, tháng 3, tháng 4 cho đến tháng 12 và trong những tháng trong những quý đó thì anh chị có những cái thành công gì người chưa thành công anh chị họ sẽ sẽ viết nhật ký khi mà mọi việc nó đã xảy ra rồi còn người thành công họ sẽ viết nhật ký trước khi nó xảy ra hay còn gọi là họ sẽ viết nên cái câu chuyện cuộc đời của họ chứ không phải là một số anh chị nói em ơi làm sao biết tháng đó ngày đó năm đó rồi quý đó mình có đạt được hay không mà mình viết vào thế nếu như vậy là các anh chị vẫn đang phụ thuộc vào vào gọi là gì ạ vào ý thức rồi là các anh chị đang dùng ý thức của mình để để mình tính và mình tìm cái cái chiến lược mình tìm cái con đường và nếu mà chúng ta biết thì mình đạt được rồi anh chị ơi chứ đâu cần phải học mình luật hấp dẫn và sức mạnh thức để đạt mục tiêu làm gì đúng mà cho nên là quan trọng là các anh chị phải viết nên cái câu chuyện cuộc đời của mình là gì À, tháng 1 giống như bản thân tôi anh chị tôi viết là à tháng 1 tháng 2 tháng 3 à, về phát triển doanh nghiệp của mình về doanh thu của mình về lợi nhuận của mình cũng như về cái việc tôi hữu tài sản rồi cũng như về cái việc là gì ạ là về cái cái kết quả trong cái việc kinh doanh của mình thì chính xác là tôi đạt được luôn anh chị nha giống như tôi đặt mục tiêu là trong uh, quý 1 đi là tôi sở hữu thêm hai cái bất động sản nữa và chính xác là mình cũng sổ được hai bất động sản anh chị rồi mình hoàn thành xuất sắc cái vị trí trong công việc kinh doanh của mình thì cũng đã hoàn thành rồi về cái mục tiêu lợi nhuận của mình là mình gia tăng lên gì ạ bao nhiêu lần và mình sở hữu giờ à số dư trong tài khoản là bao nhiêu thế theo anh chị cái lúc mà tôi biết tôi có biết làm cách nào để đạt được không theo anh chị tôi biết tôi có biết cách nào đạt được không dạ không không biết nha tôi biết thôi <laughs> Cứ biết thôi anh chị Và sống như thể là mình đã đạt được rồi Và mình tin tưởng anh chị Đầu tiên mình viết ra Mình tin tưởng và mình sống như thể là mình đã đạt được rồi Và bắt đầu mình lên kế hoạch mình hành động mình gia tăng cái khả năng đón nhận của mình lên Mình phát triển giá trị bản thân mình Mình phát triển tư duy Mình phát triển cái cái gì à? Cái giá trị mình trao cho thị trường Theo đúng công thức thì những gì mình nhận được Thì bằng tư duy rất rễ của mình Cộng với giá trị mình trao cho thị trường thì trong quá trình mình hành động và quá trình, và quá trình mình phát triển ấy, thì những cái nguồn lực xuất hiện, những con người, những người, những quý nhân xuất hiện, chiến lược, ý tưởng, con người xuất hiện anh chị và giúp cho mình đạt mục tiêu mình đâu có biết đâu. thậm chí anh chị biết không trong xuyên suốt cả một quý một hai nghìn có những người là trước đó tôi không quen biết, có những khách hàng và đối tác tôi còn không quen biết trước đó nữa. nhưng mà trong cái quá trình mà mình hành động anh chị mình gặp họ và họ là những cái nguồn lực giúp mình đạt mục tiêu mình đâu có biết đâu đó là cái sự vận hành của luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức anh chị nha đúng không à? cho nên là anh chị phải có mục tiêu 30 ngày mục tiêu 6 tháng và mục tiêu năm mục tiêu năm là sao không phải anh chị ghi ra là một uh, tôi uh, sở hữu cái này hai tôi sầu cái kia xong anh chị đóng vở lại nha mà anh chị phải cụ thể luôn là tháng nào Là anh chị đạt mục tiêu đó Giống như Có những anh chị vào câu lạc bộ Đặt mục tiêu mua ô tô ấy. Cứ toàn bảo là đợi chị Thấy dư giả tài chính đã Còn giờ chưa thấy dư nên chị chưa có đặt mục tiêu mua ô tô Thì đúng như rằng là hai năm rồi chưa có cái ô tô anh chị Cho đến khi nhìn thấy mọi người đi ô tô sướng quá Bên trong mới thôi thúc là đặt mục tiêu đi Và anh chị biết một điều tuyệt vời gì không đặt là tới cuối 2024 lấy nhưng không anh chị đã đạt được sớm hơn sớm hơn mà lúc mà đặt mục tiêu là không có thấy nguồn lực anh chị nha không thấy nguồn lực cho nên anh chị sẽ không biết mình giỏi tới mức nào và sức mạnh bên trong của mình nó tuyệt vời và nó kinh khủng như nào đâu cho đến khi mà anh chị tin tưởng và yêu cầu yêu cầu và tin tưởng và sao anh chị giờ sống như thế là mình đã đạt được rồi và các anh chị hành động mạnh mẽ thôi theo những như theo từng bước như có lạc bộ hướng dẫn đây là bí kíp của tất cả những tỷ phú trên thế giới anh chị nha chứ không phải là do tôi tự chế ra đâu họ viết trong sách đó anh chị chỉ là các anh chị không đọc nên các anh chị không biết thôi cho nên chúng ta nhớ là đặt mục tiêu phải có thời hạn nha cụ thể và đừng có đặt xa quá có những anh chị đặt là chị sẽ trở thành bậc thầy bán hàng bậc thầy marketing Ở một nhà lãnh đạo kiệt xuất giống như doanh nhân tôi hỏi khi nào dạ hai năm nữa nó nói dạ hai năm nữa mới có nha hai năm nữa mới phát triển còn anh chị thấy đúng không hay là có những anh chị bảo là chị đặt mục tiêu sẽ vào nhóm triệu doanh nhân tôi hỏi khi nào chị bảo quý ba tôi nói về quý ba mới có nguồn lực vô nha còn giờ từ đây tới đó thì cứ âm à âm ừ đi chị gọi là quyết tâm năm nay chị sẽ làm kinh doanh để tự do như doanh nhân hỏi khi nào bảo cuối năm về cuối năm phát triển còn từ giờ tới cuối năm không có gì hết không phát triển gì hết anh chị biết sao bởi vì tâm trí của mình rất là hay anh chị phải có thời gian cụ thể bao trong số anh chị chúng ta từng đi làm và mình được giao deadline không tâm trí mình hay lắm nha nếu mà anh chị anh chị phải có thời hạn cụ thể thì nó mới phát huy toàn bộ sức mạnh nó được anh chị đi làm, anh chị có được giao deadline không? Và anh chị có để là có phải là deadline là 2 tuần nhưng mà tới cái ngày 5 ngày hoặc 3 ngày hoặc là 2 ngày cuối cùng anh chị mới chạy không? Còn mấy ngày kia, ui còn 13 ngày nữa mới tới ngày deadline từ từ thôi, nay quẩy đi ui còn 12 ngày, còn 10 ngày ui còn 7 ngày, còn xa lắm đúng rồi Bao nhiêu anh chị trong số anh chị Một, hai hoặc ba ngày cuối mới làm đâu ạ Còn mấy ngày kia coi như thông dong lắm anh chị Tự tại, ung dung tự tại Còn đến một hai ngày cuối là coi như thức trắng đêm luôn mắt như gấu trúc gì đó Xong rồi tỏ ra như là một nhân viên chăm chỉ Và nhiệt huyết vì công ty Nhưng mà à, sếp thì lại không biết là Tám, chín, mười ngày kia mình đã chơi tẹt ga rồi <laughs> ngày, ngày cuối cùng ấy mới làm mà Sếp không biết anh. Ừ thì não bộ anh chị y chang đó nếu mà anh chị để cái thời hạn mục tiêu anh chị càng xa thì anh chị càng lâu đạt được thôi nhưng mà tỏ ra kiểu rất là nghiêm túc chăm chỉ nhưng thật sự xíu không biết là mười, mười mấy ngày kia em đã chơi tạt ga rồi, rồi bây giờ em lấy sức có nhiều anh chị còn nói là à, chơi tận hưởng cho lấy sức còn làm đến like chứ ừ Cho nên anh chị phải hiểu nha Anh chị mà để đến deadline 30 ngày hoặc 6 tháng đi là anh chị sẽ Còn anh chị mà để thời gian dài dài ra nha Hỏi khi nào Bảo chị rất khao khát vô nhóm rèn doanh nhân Để học về kinh doanh, học chiến lược kinh doanh Học về bán hàng Hỏi khi nào vô 6 tháng nữa Hỏi sao vậy Sau sáu tháng nữa thì chị tích góp nguồn lực chứ giờ chị không thấy nguồn lực đâu hết trơn. Vậy thì anh chị đang sử dụng ý thức rồi anh chị sử dụng ý thức rồi quan trọng là anh chị đừng có anh chị đừng có quan tâm ở đâu ra nha kể cả mục tiêu anh chị hiện tại là gì đừng quan tâm ở đâu ra anh chị quan trọng là anh chị muốn cái gì và anh chị có thật sự muốn cái điều đó hay không anh chị ghi lại dạ khi đặt ra mục tiêu đừng quan tâm là làm thế nào ở đạt được hoặc là nguồn lực ở đâu ra để mình đạt được mục tiêu này mà cái quan trọng nhất Là mình muốn cái gì Và mình có thật sự khao khát đạt được Và có được cái điều đó hay không Mình có lý do đủ lớn Để mà mình đạt cái điều đó hay không anh chị Và anh chị có muốn ngay bây giờ Anh chị muốn thành công khi nào Ngay bây giờ hay là 5 năm nữa hay 10 năm nữa Đúng rồi, ngay bây giờ. Vậy thì các anh chị vậy hãy chọn cho mình một cái thời gian, một cái thời hạn cụ thể và ngắn nha, Để mình dồn cái sự tập trung của mình vào và mình sử dụng giờ hết khả năng của mình. giống như cái mục tiêu của tú vào uh, cuối năm 2019 nghìn anh chị là tôi có đặt mục tiêu là tú sâu ô tô sở hữu ô tô nhưng mà anh chị biết không cái thời điểm đó cái chiếc ô tô mà tôi mong muốn đạt được là mercedes ừ. màu xanh nội thất màu kim giá nó hơn 2 tỷ lần gần 3 tỷ lần anh chị nếu mà làm ra giấy tờ luôn còn hơn 3 tỷ nhưng mà thời điểm đó tôi vẫn uh, thu nhập của tôi đang chưa được cao À, cũng cao rồi anh chị chính con số rồi nhưng mà tôi vẫn đang tập trung dồn tất cả những cái nguồn lực thu nhập mà mình đang có để mình sở hữu tài sản để mình nhanh chóng mình có được cái tổng tài sản là một triệu đô và cái thời điểm đó thu nhập của tôi đang dao động từ 100 cho tới một trăm rưỡi hai trăm thôi anh chị nghĩa là để mà tôi sở hữu được tài sản bất động sản của mình ấy, thì mình phải tích góp quản lý tiền trong một năm một năm thì mình mua được hai ba hoặc bốn cái Tú đang trên hành trình là sở hữu thêm những cái bất động sản để cho mình đạt cái mục tiêu là một triệu đô anh chị nha. Và anh chị biết không cái mục tiêu một triệu tôi đặt mục tiêu một triệu đô tôi đặt hai lần. Một lần là tháng 6 2019 nhưng mà đang trên đường đạt được. Tôi tiếp tục đặt ra là tháng 12 2019. Nhưng mà anh chị biết là đến cái thời điểm mà đến thời điểm mà tôi chính thức thức đạt được một triệu đô ấy, là phải gần đến gọi là đến uh, cuối năm 2021 lần anh chị nha có nghĩa là giờ à? 20, 29, 20, 21 và 3 năm hơn 3 năm anh chị và tổng tài sản của tôi mới chạm mốc là hơn là 1 triệu đô và thời điểm đó anh chị nha tôi rất là khao khát là sở ô tô bởi vì uh, lúc đó là mình tôi đặt cái mục tiêu là tại vì lúc đó là đầu năm 2019 là tú có một cái buổi uh, gọi là trò chuyện với những người thầy thành công của mình và mình cũng nói có là mình cũng đứng ra mạnh dạng và mình đặt ra cái mục tiêu là năm nay mình sẽ ô tô thứ nhất là cái lời hứa với chính mình và cái thứ hai là lời hứa với những người thầy của mình và thứ ba là mình cũng là cái lời hứa mà mình nói với mẹ mình là mẹ hãy cho con thời gian là một năm nếu mà một năm mà con không có thành công ấy tính ra là một hai năm anh chị nha bắt đầu là từ 2018 cơ nếu mà con không có thành công thì Ờ, con sẽ đi theo cái hướng của mẹ là mẹ tôi muốn tôi làm văn phòng anh chị và làm ổn định á nghĩa là đừng có bay nhảy đừng có kinh doanh rồi làm cái này nghĩa là mẹ tôi luôn cho rằng nó rất là không ổn định và nó phức tạp thành ra tôi cũng nói với mẹ là cho tôi hai năm thì thành ra cái thời hạn là đến cuối 2019 anh chị thành ra cái lúc đó rất là áp lực anh chị nha mà lúc đó thu nhập của mình nó cũng đang trên đường và là lợi nhuận thì đang cái nghĩa là cũng có nhưng mà chỉ để đủ mình để mà sở hữu cái mục tiêu là bất không sản đâu. Chứ mà để nói là sở hữu thêm cái ô tô nữa Thì chưa khả thi Nhưng mà anh chị biết không Lúc đó anh chị Theo thói quen của chúng ta Thì ý thức mình nó sẽ lên tiếng Và nó làm cho mình sao nhãn Nó sẽ nói là thôi không được đâu rồi. Ô tô là tiêu sản đó Mà bây giờ nhìn vào lợi nhuận đi Làm sao mà mua được Thôi để dịp sau đi nó sẽ nói rất nhiều cho mình sao nhãn cái mục tiêu của mình nha anh chị nhưng mà rất là may mắn là bởi vì mình cũng đã rèn luyện cái cái tâm trí của mình anh chị nha cũng như rèn luyện về cái việc ứng dụng sức mạnh tỉnh thức ấy trong một thời gian là gần một năm rồi thành ra tôi đã dùng cái gì à? à dùng cái khao khát của mình ấy để mà mình nói lại với tiếng nhỏ nhỏ của mình là ủa đâu có mình biết về sức mạnh tiềm thức mà mình biết về sức mạnh tiềm thức mà và tôi có thể làm được mọi việc bằng sức mạnh tỉnh thức và anh chị biết mà thời điểm đó là tú giờ quyết tâm vẫn cực kỳ quyết tâm luôn anh chị đó là tháng và tháng chín và tháng 9 hai nghìn là tôi vẫn quyết tâm bây giờ là mình phải vừa có bất động sản và mình phải vừa có ô tô luôn chứ mình không chọn một trong hai người thành công chọn cả hai mà mà vừa chưa thấy nguồn lực đâu anh chị nha chưa thấy đâu hết trơn nhưng mà tôi vẫn, quyết tâm và tiếp tục nghe cái bản thôi miên 6 tháng của mình. Và mình giờ mình tiếp tục và mình thuyết phục tiềm thức của mình, mình tuyên bố mỗi ngày mình nghe thôi miên và mình về hành động mạnh mẽ. Và rất là tuyệt vời anh chị vào tháng 12. Anh chị biết không ạ? À? Tháng 12 là trong lúc mà tôi đang uh, đang gọi là bay sang một cái chuyến có một chuyến đi cho Âu bay sang cho uh, châu Âu để mà đón Noel ấy. thì lúc mà tôi đáp máy bay ấy, là có một cái cái này không đến từ công việc kinh doanh của tú anh chị mà đến từ một cái công việc nghĩa là một cái công việc làm uh, gọi là bên sale bên sale gọi là của tú và doanh nhân của mình bên cái bất động sản của mình ấy và anh chị biết không là cái cái người đó tác đó của tú á, là và của doanh nhân của minh đó là người ta nghĩa là người ta y ạch về cái việc là uh, ký kết cái dự án cũng như là mua cái dự án cũng như là sở hữu cái bất động sản đó lâu lắm rồi À, tôi không nghĩ là người ta sẽ 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 mua đó anh chị nha thế là vừa vừa xuống máy bay cái là thấy cuộc gọi nhớ rất là nhiều nên là người ta gọi theo kiểu là tại vì anh chị biết không khi mà tôi đáp máy bay xuống cho Âu ấy là 6 giờ sáng bên trong là ba là khoảng giờ ra khỏi cách nhau 5 tiếng là cũng khoảng đang 11 12 giờ trưa rồi bên Việt Nam rồi thì xong rồi xuống mới gọi lại cho cái người đó tác đó và cuối cùng người ta bảo là gì ạ à? <laughs> thì người ta bảo là ok em hôm trước um, hai vợ chồng em có nói với anh về cái uh, hợp đồng cũng như cái dự án này thì anh cũng có bàn với vợ rồi Và anh chị là quyết là sẽ ký cái hợp đồng này và sở hữu cái dự án nói là mua cái dự án nói là mua cái 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 um, mua cái gọi là tài sản trong cái dự án đó và một điều rất là tuyệt vời anh chị anh chị biết cái lợi nhuận mà tú nhận được từ cái đó là bao nhiêu mà một con số rất là to anh chị nha đó là gần 3 tỷ 3 tỷ anh chị nha và vâng tuyệt vời cộng với là cộng với số tiền mà tôi tích góp uh, tích lũy và quản lý trong những cái tháng vừa qua thì mình vừa mua được bất động sản và mình vừa có ô tô luôn anh chị và tôi có chính thức gì ạ à? à? chính thức là sổ ô tô vào ngày 6 tháng 1 anh chị biết không là trong lúc mà tú đi bên châu hay là tú bên châu là đầu vào noel đúng không mà cái bên cái là bên trước đó là tôi đã đi xem xe rồi chỉ là bây giờ chờ có tiền để mà mình cọc xe thôi mình chờ có tiền để mình cọc xe thôi anh chị đó là cái bạn mà cái anh mà tư vấn ấy cái anh tư vấn Tú với doanh nhân công minh ấy là anh đó tên là uh, anh đó tên là anh uh, anh duy ấy anh chị nha nghĩa là anh đó tư vấn uh, chăm sóc Tú với doanh nhân công minh là 3 tháng chờ rồi chỉ là chờ đang có tiền Thế là mình đã mình đi tìm cái xe mà mình thích cái xe ảnh cứ đưa mình cái màu trắng với cái màu đen bảo là em ơi cái xanh này em phải chờ Nói bao lâu em cũng chờ em nhất định em chờ được cái màu xanh Thì cái lúc đó anh chị Thì tôi liên hệ với anh là bảo anh ơi Anh tìm được xe cho em chưa chứ em mà thấy là chuyến này em về là em lên là ký mua xe đó bảo Anh bảo em ơi à, anh đang tính nhắn nhắn cho em luôn đó là có xe màu xanh rồi nội thất mục Kem đi trang em muốn luôn Là anh chị biết không vừa khớp luôn vừa tháng 12 mà tôi vừa có tiền mua xe Vừa có tiền sau bất động sản Và mình lại có được đúng cái chiếc xe mà đúng theo cái mong muốn của mình luôn mà anh chị biết trước đâu mình là lằng nhằng là không có màu đỏ và tú thậm chí là có những lúc mà tú đang không đủ kiên định để mà giờ chiếc xe màu xanh luôn anh chị nó không lẽ thôi giờ mình mua chiếc đầu tiên mình cũng mua màu xanh màu đỏ gì màu đen hoặc màu trắng luôn đi rồi sau này mình mua xe chiếc thứ hai thì mình mua theo ý của mình còn bây giờ đầu tiên phải có xe đi đã chứ nắng quá nhưng mà bên trong của mình anh chị nó bảo là bên nhưng mà bên trong khát khao chế bỏng của mình nó vẫn cương quyết là nhìn cái màu trắng với màu, màu đen không có cảm xúc anh chị ạ à. không có cảm xúc Thành ra là Tú nói giờ nhất định là mình chờ Mình làm việc bằng tiêm thức mà Tiêm thức vẫn đang làm việc cho mình Đừng có hối, đừng có nghi ngờ Đừng có xen vào cái quá trình làm việc Và hoạt động của tiêm thức Yes Và thế là sau đó là về Trong lúc đó anh chị nha Anh tìm được cho tú xong anh nói là, Em ơi thế bây giờ em có 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 cọc chưa không Là tú banh kinh uh, ngay tại gọi sân bay uh, Của Paris anh chị nha là nói anh chưa đưa em số tài khoản em ban kinh luôn em giữ chỗ chiếc đó nha. Đó là chuyển luôn 100 triệu anh chị và đi chơi trong sự hào hứng là gì? À? vừa có tài vừa có tài sản vừa có xe mà vừa mua được xe yêu thích của mình luôn. Có một năm 2019 nghìn rực rỡ luôn anh chị thành công rực rỡ luôn. Ừ. Ở đây thì tú không có hình à. không biết bạn tổ chưa có luôn cái tấm hình nào tú chụp chiếc xe ô tô của mình không ạ à? Đó quan trọng mà khi mà anh chị đã xác quyết vào ra quyết định nha và cuối cùng anh chị là anh chị không lợi nhuận tăng lên mà đột biến nha lợi nhuận tăng lên đột biến luôn và tôi có dư giả nguồn lực luôn anh chị mua ô tô mua luôn tài sản nó là anh chị sẽ không thể nào tưởng tượng nổi là vũ trụ có thể hậu thuẫn anh chị một cách tuyệt vời và mạnh mẽ như thế nào đâu cho đến khi anh chị tin tưởng tôi cái đâu hoàn thành đó chính là gì à? đấy anh chị thấy không ạ? lúc tôi đặt mục tiêu anh chị là cái con xe gọi là cái con xe mà có cái logo kia mà thật sự mà khi tôi đi xem ấy tôi lại thích cái con xe cái logo sport hơn đó. bây giờ tôi vẫn đang đi em này nha. rồi cảm ơn tôi trước rất là nhiều Và anh chị biết không mà tôi cũng thực hiện được cái quyết định của mình cũng như cái lời cam kết và cái lời hứa của mình với mẹ mình là giờ lúc mà tôi về tôi tại vì tên của tôi nằm trong sổ hộ khẩu của mẹ mà thành ra là lúc mà về muốn sổ hộ khẩu là mẹ tôi không tin đâu bảo là, là sao vụ gì nữa <laughs> thấy hỏi tới sổ hộ khẩu nghi nghi anh chị <laughs> thấy hơi hỏi vụ gì nữa cái bảo con mua xe hỏi thật con bảo có ở mua bằng cách nào trời ơi, con làm ăn kinh doanh mà mẹ sao không có được ấy anh chị biết không từ đó về sau là mẹ tôi tin tưởng tuyệt đối luôn. Ủng hộ anh chị. Ủng hộ tuyệt đối luôn. Thấy mua xe về thành công rồi giờ con con của mình thì có thu nhập rồi, sổ tài sản nè. Ừ. Giang thế giới nữa rồi có những cái người bạn rất là tuyệt vời, có đội nhóm tuyệt vời, có những người bạn rất là yêu thương quý mến tin tưởng mình. Đó là một cái lời tri ơn, cảm ơn biết ơn sâu sắc cũng như là báo hiếu mình dành cho bố mẹ mình về cái sự trưởng thành của mình đó anh chị cái sự chúng ta có nhiều anh chị cứ cứ hỏi một xíu là về quê hỏi một xíu là cái này cái nội cái kia nhưng mà cái điều bố mẹ anh chị cần ấy ngoài việc ngoài cái việc mà gặp gỡ anh chị ra là cái điều mà bố mẹ anh chị yên tâm nhất đó chính là anh chị có được cái cuộc sống ấm no và sung túc cho nên các anh chị hãy tận dụng mọi thời gian của mình không phải là tôi bảo anh chị không về quê nha, vẫn vừa về, nhưng mà tôi đang nói như anh chị nào mà hỏi xíu là cứ à, lâu lâu là cứ gì, à? À, hai ngày ba ngày hoặc là tuần hai tuần mình cứ về hoài, thay vì như vậy nha, mình cứ một tháng mình về lần thôi và sau đó mình hãy tập trung toàn bộ thời gian của mình để mình thành công thật là sớm anh chị, thật là nhanh, đúng không ạ? Chứ bố mẹ bây giờ mà anh chị vất vả anh chị uh, con cái anh chị đùm đề mà tài chính anh chị không có bố mẹ anh chị vừa lo cho anh chị vừa lo cho cháu. Nữa. Mà lớn rồi thì để để bố mẹ không có an tâm được mà để còn lo cái đó cái tội bất hiếu nữa. Cho nên mình phải cố gắng anh chị nha. Hãy cố gắng để mình tận dụng tối đa thời gian nhất có thể để mà mình có thể là học tập phát triển để mà mình thành công nhanh, thành công sớm khi khi mà bố mẹ mình uh, vẫn còn ở bên cạnh mình để mình kịp mình báo hiếu, báo hiếu nha anh chị ơi. Nên mình đừng có kéo dài Nên chị năm nay bố mẹ mình mới 50 tuổi Năm 2 tuổi thôi Đừng có ý, ý nha Mà tôi thấy là Tốc độ thành công của bạn Thì phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ mình Đó Và qua cái câu chuyện mà tôi vừa chia sẻ Anh chị là tôi mong muốn Truyền tải đến anh chị một cái Điều đó chính là các anh chị sẽ không biết Mình giỏi tới mức nào đâu anh chị Trời ơi anh chị giỏi hơn, hơn những gì mình nghĩ luôn ấy. Nhưng anh chị phải biết cách sử dụng Sức mạnh đó và biết cách đặt thời hạn các anh chị phải đưa mình vào trong cái cái lò anh chị cái lò rèn hay là người ta hay nói áp lực thì tạo kim cương nhưng mà tôi không muốn dùng cái từ áp lực anh chị nha mà chúng ta hãy tự đưa mình vào trong một cái thơ hạn là gì vậy? và tôi chạy tôi đã đi qua cái hành trình này rất nhiều lần khi mà mình không có sự cam kết và mình không có đặt ra cái thời hạn mà mình cứ cứ ý, là tới đâu thì tới hoặc là giờ tới đó rồi tính hoặc là mình nghi ngờ chắc không được đâu bây giờ mình không thấy nguồn lực ở đâu hết trơn mình không thấy khả thi mình không thấy tiềm năng mình không thấy uh, một cái chút dấu hiệu nào cả và nó sẽ diễn ra đúng như những gì anh chị cảm nhận và anh chị suy nghĩ luôn nhưng nếu anh chị gọi là đặt mục tiêu và anh chị sát quyết tới cùng là bằng mọi cách bằng mọi giá mình phải đạt được là rất là ví dụ tiên nguồn lực xuất hiện anh chị nha và tôi đang nghe rất nhiều câu chuyện của các anh chị trong uh, câu lạc bộ của mình ứng dụng đó. là có một chị để tôi ơi, cho anh chị xem xe uh, cho anh chị cái tin nhắn hay và tôi xin phép được không có sâu hay là dấu tên của chị ấy nghĩa là chị đang cần một tỷ anh chị để giải quyết cái gì tiền gì đó nói chung cũng căng thẳng lắm nhưng mà chị ứng dụng đúng như cái công thức câu lạc bộ chia sẻ nha ban tổ chức xe nhìn tú được mà và chị tôi nhận là rất nhiều câu chuyện thành công khi mà anh chị ra quyết định và anh chị xác quyết xác quyết nha đừng có đặt câu hỏi là ở đâu ra nếu mà anh chị biết ở đâu ra thì anh chị có rồi mà nếu mà mình biết bằng cách nào thì mình đã đạt được rồi mình không biết nên là bây giờ mình mới cần phải gì đó? cần phải học cách ứng dụng sức mạnh tiềm thức đây Đúng không ạ? Cho nên là anh chị phải tin tưởng và anh chị phải biết được rằng cái sức mạnh bên trong của mình nó rất là phi thường. Tôi biết là có rất nhiều anh chị chúng ta đang là người mới, chúng ta chưa có hình dung được. À, nhưng mà các anh chị, nếu anh chị đang khát khao thay đổi cuộc sống của mình hay anh chị đang muốn gì Tìm à, tìm được một cái hướng đi cho cái cuộc đời của mình hoặc các anh chị đang bế tắc bởi vì một cái vấn đề nào đó mà các anh chị chưa tìm được cái hướng giải quyết thì các anh chị hãy ở lại nha và hãy đồng hành cùng với câu lạc bộ cũng như đồng hành cùng với tố và các anh chị trưởng nhóm chắc chắn là anh chị sẽ tìm được con đường bởi vì các anh chị đang được học một cái bộ công thức biết về những cái kiến thức của top 5% phần dân số thế giới anh chị chiếm có 95 phần chiếm tới 95 tài sản rất là vi diệu anh chị là chị này là chị học trong nhóm rèn luyện nha và chị đã ứng dụng đó chính là gì ạ à? chị đang cần 2 tỷ tư chị đang cần 2 tỷ tư và sau đó là tối ngày hôm đó chị đã liên tục viết về cái mục tiêu là 2 tỷ tư á và cuối cùng anh chị vào hôm sáng ngày hôm sau là chị đạt được luôn mà tú không có hỏi là, là chị làm sao đạt được tôi tú chỉ chúc mừng cho chị ấy thôi bạn hông phải kéo xuống đường mà đó và chị bảo cái số tiền này đã giải quyết được uh, cái cái gánh nặng mà sáu phần trăm mà mỗi tháng chị đang phải chịu đó và phước lành anh chị nha rất là căng luôn rồi và cảm ơn bạn tổ trước rất là nhiều mà theo anh chị là lúc mà chị biết chị có biết ở đâu ra không sao biết được nếu mà đặt mục tiêu có biết đâu ra không dạ không biết luôn mà chỉ ứng dụng đúng gì ạ? À? các bước coi là bộ chia sẻ là gì à? đầu tiên đưa ra yêu cầu thứ hai là tin tưởng và sống như thể là mình đã đạt được rồi và thứ ba là gì mình hành động thôi mình thực hành là biết ơn nhà mình đặt hàng vũ trụ nhà mình công nguyện mỗi ngày nhé những cái bước này coi là bộ có chia sẻ anh chị mỗi ngày và đang cùng anh chị làm mỗi ngày không ạ à? có không anh chị ơi các bộ có danh tạo ở các buổi gym hỗ trợ anh chị để chúng ta cùng nhau rèn luyện cùng nhau giờ uh, thực hành từng bước một để mình đạt mục tiêu của mình đó. vậy thì việc của các anh chị đừng có lăn tăng nữa đừng có tìm cái công thức kỳ kỳ diệu hay là công thức uh, uh, vi diệu đường tắt nữa anh chị nha không có một cái đường tắt mà dẫn tới thành công rồi và công thức có lạc bộ là là nhanh rồi là vi diệu lắm rồi anh chị ạ không phải nào mà anh chị muốn có một cái công thức thành công một cái công thức thành công vi diệu mà trong cái đó các anh chị không nắm được bất kỳ một cái quy luật nào của vũ trụ hay của tâm thức cả là mình đi sai hết trơn mình đi sai hết trơn làm sao mình đạt mục tiêu được nên anh chị hãy dùng tiềm thức nha đặt mục tiêu ra như hồi nãy có chị hỏi giờ chị không có lưu bây giờ chị đặt mục tiêu ra làm sao chị đạt được sao em biết nữa nhiều anh chị đặt mục tiêu ra hỏi em ơi làm sao đạt mục tiêu được ai à, biết em biết Em không biết cách để làm sao chị đạt mục tiêu đó Nhưng em biết cách gì à? Hướng dẫn cho chị từng bước một Để mà chị thu hút được nguồn lực Để đạt mục tiêu đó chị em không cho chị tiền em đâu, có, em đâu có rảnh đâu cho tiền Và em cũng không biết làm sao để chị đạt được Nhưng nếu chị học tập và ứng dụng Mỗi ngày Nghiêm túc cùng với câu lạc bộ Thì chị sẽ đạt được cái điều chị muốn Quan trọng là cái điều đó có phải là điều chị thật sự Mong muốn hay không anh chị sẽ không thể nào đạt được tất cả nhiều mọi thứ mà anh chị muốn đâu nha nhưng anh chị sẽ đạt được những thứ anh chị thật sự mong muốn nên là cái điều mà anh chị mong muốn nó phải có ý nghĩa với các anh chị còn nếu anh chị đặt ra nó chỉ là tiền thôi hoặc là anh chị đặt ra mà không có ý nghĩa gì cả thì thường anh chị sẽ không thể nào dễ dàng đạt được được không ạ à? nên anh chị nhớ là hãy cho mình cái thời hạn cụ thể về cái mục tiêu của mình. Nếu mà các anh chị nói là vài tháng nữa, vài năm nữa, chị sẽ kinh doanh vài tháng nữa để chị đủ nguồn lực chị sẽ vào nhóm rèn nguyện thì vài tháng nữa anh chị mới có. thậm chí là vài tháng nữa anh chị cũng chưa có luôn. trừ khi, tại vì vài tháng nữa thì khi tới đó anh chị thấy chưa có thì anh chị sẽ tiếp tục vài tháng nữa. nhưng nếu anh chị mặc định là giờ, tháng này, giờ này, phút này, ngay bây giờ lúc này tôi phải có mặt trong nhóm rèn nguyện thì tiềm thức sẽ huy động tất cả những nguồn lực để hậu thuẫn anh chị có có được cái nguồn lực để anh chị vào luôn à, trong số anh chị chúng ta đã trải nghiệm rồi lúc nghe về nhóm rèn luyện đâu có nguồn lực đâu nhưng mà khao khát thì tự nhiên có nguồn lực tham gia luôn mà rất vi diệu thì comment tôi nha dạ. Nên là thì cái anh chị đặt mục tiêu về doanh nghiệp của anh chị hay là về công việc kinh doanh hay về lợi nhuận hay về doanh thu. Ấy. Đặt mục tiêu thôi và anh chị phải tin tưởng, anh chị phải cho mình biết cái lý do vì sao mà các anh chị muốn đạt được cái quy mô doanh nghiệp như thế. Và doanh số như vậy, lợi nhuận như vậy để làm gì? Chứ tiền thì nó chỉ là con số thôi anh chị. Tiền là con số và là tờ giấy thôi. Nó sẽ không có cảm xúc nếu anh chị không cho nó gắn với một cái ý nghĩa gì cả. vào đó để học để làm gì vào nhóm luyện học để làm gì anh chị phải ghi ra ít nhất là năm lý do vì sao mà cả mà anh chị phải có được điều đấy nha và phải có thời hạn anh chị không có lời mời kéo dài ra trong khi là, là mình học với câu lạc bộ 6 tháng chờ rồi Hỏi khi nào vào nhóm rèn luyện bỏ cuối năm Cuối năm nào Tới cuối năm 2024 xong rồi cuối năm 2024 vẫn chưa vào hỏi 2023 chứ Chưa vào hỏi khi nào 6 tháng nữa Tới 6 tháng nữa có 2024 rồi Hỏi khi nào vào từ từ vào Thế là khỏi thành công luôn chứ sao nữa điều chưa anh chị ơi Cho nên là trong bức tranh là mình phải luôn có thời gian nha Mục tiêu mình phải luôn có thời hạn Được không ạ à? Hay như cô chuyện thành công, trời, câu lạc bộ mình nhiều có chuyện thành công đó, chị về mà kể chắc kể tới hết tháng chưa xong. Như hồi chiều nay một chị đó là chỉ đang có một cái đơn hàng 36 000 euro là đang thành như là bên khách hàng người ta đã thanh toán rồi nhưng mà không biết sao đó, là bên ngân hàng là bị bị cái gì đó mà không có có có, có giải ngân được ấy. Mà ừ. chị rất là căng thẳng à, tôi nói bây giờ chị căng hoặc là chị tìm cách hay là chị gọi đủ người làm mọi cách làm đủ trò nhưng mà cũng không có thấy dấu hiệu là mình sẽ được giải quyết cái số tiền đó tôi bảo bình tĩnh đi chị bây giờ chị ra quyết định nè đó là chị xác quyết và chị hãy ghi ra lý do vì sao mà chị muốn thành cái số tiền được giải ngân và về với chị và chị ghi ít nhất là năm lý do đi vì sao chị cần số tiền này và liên tục hình dung tưởng tượng anh chị Tin tưởng và ghi chép và chim tham gia Liên tục tập trung vào cái mục tiêu đó Chị nói với tôi đến nỗi mà chị ám ảnh Cái con số 1 tỷ đó luôn Ám ảnh cả ngày luôn anh chị Và cuối cùng hôm nay là Dạ vâng đã xong Ngày mai thì ngân hàng sẽ làm việc Và số tiền nó sẽ về với trẻ ấy Mà lúc mà Mà anh chị biết không Chỉ trong vòng có 9 ngày thôi Đâu biết cách nào đâu Đâu biết cách nào đâu anh chị Và anh chị nhớ nha Là chúng ta cần phải gì? Nhận định Nhận diện được dấu hiệu Tìm thất hưởng mục tiêu Nếu không anh chị bỏ lỡ Là uổng lắm Và nếu muốn nhận định đúng ấy, Thì các anh chị nên hỏi trường nhóm Mình xem xem đây có phải là dấu hiệu Tìm thất hưởng mục tiêu hay không Tại vì nhiều khi đó là Cái tư duy của mình đang phát triển lên Thì mình chưa có nhìn được anh chị hả nhiều khi mình nhìn cơ hội nó thành thành rủi ro mà rủi ro anh chị nhìn thấy cơ anh chị là nhìn tưởng là cơ hội đó cho nên tốt nhất là mình hay hỏi những anh chị chủ nhóm mình để mình chắc chắn là đây là nguồn lực tìm thấp hơn mục tiêu chứ mà bỏ qua là coi như xong rồi như có một chị bạn của tú nè à, viết bức tranh mục tiêu bán bất động sản xong rồi khách khách đến nói với giá 2 tỷ tư 2 tỷ mấy tú không nhớ nhưng mà chị vẫn nói là chị vẫn xác quyết là chị muốn bán với cái giá là 2 tỷ 6 hay 2 tỷ mấy. Mà chị ơi mà chị đang cần cái số tiền gọi là để thanh khoản một vài cái bên khác. Nhưng mà chị vẫn nói gì? Không, chị vẫn muốn bán giá kia bây giờ uh, chị muốn tìm xem coi có người nào họ có mua cái giá cao hơn nữa không. Tôi mới nói là chị ơi. Bây giờ cái người này đã hỏi chị 4 5 lần rồi đúng không? là cái người đang rất cần và đây là cái dấu hiệu cho nó mục tiêu. Bây giờ đầu tiên mình cần mình giải quyết cái 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 chuyện của mình đã, sau đó mình có tài chính rồi mình muốn đầu tư mình muốn chờ ở đâu trả được. Thế cuối cùng mà cái người kia người ta đi anh chị, mà không không có mua, không mua. Thế cuối cùng mà ngày hôm qua tới giờ là gặp vấn đề anh chị nhé, là đang bị những bên khác là yêu cầu cho hy vọng vốn về, mà bây giờ không có. Thế nói em ơi chị hối hận quá Biết thế chị bán cho rồi Bây giờ cái số tiền mà bây giờ Cái số tiền mà chị nếu mà chị bán mảnh đất đó, đó Là nó dư ra luôn Vừa trả được cái khoản này mà vừa dư ra nữa. À, Tốt nhất chúng ta hãy, hãy cần cái lời khuyên Từ những cái người đi trước anh chị Và nếu đã xin lời khuyên của họ rồi Thì dạ vâng là làm theo đi ạ Tin thì dùng không tin thì đừng dùng nha Ok không ạ à? rồi và cái yếu tố thứ hai anh chị yếu tố thứ hai yếu tố thứ nhất là chúng ta cần phải có thời gian nha rõ ràng ngày tháng năm đặc biệt là các anh chị phải xác quyết xác quyết có cái sự cam kết chứ đừng có nói tới đâu hay tới đó nha là còn lâu mới tới yếu tố thứ hai là chúng ta cần phải chọn một cái không gian để anh chị ăn mừng thành công sau thời gian rồi thì sẽ tới không gian. Thời điểm của chúng ta là ngày bao nhiêu ạ? À? 30 tháng 5. Thì anh chị đang ở đâu? Anh chị phải chọn cái địa điểm anh chị ăn mừng thành công. Ví dụ như ngày 30 tháng 5 tôi sẽ chọn ăn mừng thành công ở một, ở một cái nhà hàng năm sao. Và anh chị nhớ là cái không gian này phải là không gian hưởng thụ nha. Để mình ăn mừng thành công chứ không phải là mình chọn cái nơi làm việc của mình. Cái xưởng làm việc của mình, cái văn phòng làm việc của mình. Trời mình phục vụ mình làm việc 29 ngày 30 ngày rồi. À vâng 31 tháng 5 anh chị. 29 30 ngày rồi. Mà đến cái ngày cuối cùng mình cũng không hưởng thụ, mình không tận hưởng được nữa. Mình vẫn đang đi phục vụ cho cộng đồng cho công ty. Giống như có nhiều anh chị gửi cho tôi cái bức tranh ấy. Hôm nay ngày ví dụ ngày 30 tháng 4 đi là là tháng trước. À, bây giờ là 10 giờ sáng tôi đang ở công ty và hoàn thành sổ sách cho trưởng phòng trong lúc tôi bận biểu với đóng sổ sách đang rất căng thẳng <laughs> bỗng nhiên điện thoại tin nhắn kêu tin tin. tiền lợi nhuận tiền thu nhập của tôi tiền lương gì đó cộng với tài khoản trời nó thật anh chị cái không gian đó đầu tiên nghe thấy áp lực rồi không có muốn hình dung luôn không thấy hình dung luôn anh chị không hình dung nổi luôn tại hình dung mà thấy là tiệm thức có thấy có vẻ chủ nhân rất thích làm việc <laughs> cho sổ sách về nhà mỗi ngày luôn không có thời gian học dung luôn cho nên anh chị ơi anh chị hãy chọn cái không gian hưởng thụ ngày hôm đó là ngày ăn mừng thành công cho nó chọn vẹn đi à hay là đừng có ghi là tôi đang trên đường đi làm về thì uh, vào tới nhà con tôi chạy ra ôm tôi và tôi vào nhà ăn cơm cùng vợ vợ hỏi tôi hôm nay đi làm có mệt không anh xong điện thoại tin nhắn kêu tin 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 tự nhiên tiền về tôi hết mệt thôi gọi là gì à? nhân viên gương mẫu nhân viên gương mẫu ba hai ba mươi chín hai mươi chín ngày rồi anh chị ạ ba mươi ba mươi ngày hai chín ngày được rồi được không nên cái ngày cái ngày bạn mình thành công á anh chị phải chọn cái ngày gì? là chúng ta phải gì à? thông dong tự tại ung dung anh chị ăn mừng thành công anh chị cái tối ngày là trong bức tranh nào anh chị cũng đang làm việc sao anh chị tự do được chợ không có thấy bức tranh nào ăn mừng thành công hay đi chơi nhiều anh chị bảo là chị thấy ngượng lắm em ơi chị thấy chị chưa xứng đáng để được uh, uh, trả cho mình và uh, cho mình những trải nghiệm tuyệt vời như vậy Ủa có ai lúc anh chị mới sinh ra có ai đóng một cho anh chị là xứng đáng hay không xứng đáng không anh chị cảm nhận thế nào thì anh chị sẽ nhận được chính xác những cái điều đó thôi mà mình cũng chăm chỉ trong hai chín ba mươi ngày mà kể cả anh chị mới đạt có 70 hay 80 hay 90 phần trăm mục tiêu thì cũng là một cái thành tựu lớn rồi một cái thành công lớn rồi anh chị bởi vì anh chị phải nhớ là cái mục tiêu 30 ngày của anh chị á nó đang gấp gì à? gấp rưỡi và gấp đôi của hai tháng trước mà gấp rưỡi và gấp đôi trung bình của hai tháng trước anh chị thử mà các anh chị không gấp thử xem không gấp thử không gấp đôi và gấp gửi thử xem thì chắc chắn là nó bằng với tháng trước rồi thì vẫn là tuyệt vời mà mình vẫn đang gì à? duy trì nó đang trên đà lên mà nha cho nên là anh chị mà ghi cái bức tranh mà anh chị đi phục vụ người khác hoặc đang đi làm đặc biệt mấy anh chị nào làm sale đang đi tư vấn khách hàng trong lúc tư vấn tiền điện thoại kêu tin 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 tiền về cái mình qua mình hay phai với khách hàng của mình <laughs> thì sao anh chị tự do được cho nên cái ngày hôm đó nha là anh chị phải đang ăn mừng gọi là gì ạ à? Đi ăn đi chơi với gia đình của mình hoặc là với đội nhóm của mình hoặc những cái người bạn tuyệt vời của mình và chọn không gian đẹp đẹp xíu nha đừng có chọn uh, cà phê, lời đường, là hủ tiếu gõ anh chị tôi biết mấy món mấy món anh chị thích nhưng đừng có đưa vô bức tranh dựng cái được không uhm, ạ chúc mừng chị nha chúng ta gọi là chọn cái không gian đẹp đẹp xíu để mình thể hiện phong cách sống của mình và bao trong số anh chị từng giống như tú nè là không tưởng tượng được là cái không gian mừng thành công là như thế nào nhắm mắt lại tới hù đâu thì các anh chị của mình tôi yeah. Và tôi sẽ giải đáp cho những anh chị nào mà chúng ta hay nói là em ơi chị nhắm mắt lại chị gồng Chị nghiến răng nghiến mắt Chị vẫn không thấy gì hết Là như vậy nè Giống như tôi ấy, khi mà tôi ghi uh, Ăn mừng thành công ở lên mắt 81 ấy. Nhắm mắt lại tới hù luôn Biết sao không? Theo anh chị vì sao Vì sao nhắm mắt lại tới hù đâu Vì sao ạ chính xác có bao giờ lên đó đâu mà hình dung được có hình ảnh ở đâu mà hình dung được đúng rồi chưa bao giờ lên chả hình dung tưởng tượng được cho nên anh chị hãy chọn cái không gian nào anh chị đã tới rồi anh chị đã biết về nó rồi để anh chị có hình ảnh để mình dễ hình dung tâm trí của mình nó không thể nào mà hình dung những thứ mà nó không có trong tâm trí được nên tại sao anh chị hay nói là sao chị nhắm mắt lại tới thù, tới thui em ơi tới hù à bây giờ tới thui thì anh chị phải nạp vào hình ảnh nạp hình ảnh vào cho nó chứ sao mà nó biết nó hình dung được cái khách sạn năm sao nhà hàng năm sao ở trên đó mà nó hình dung được những thứ anh chị không biết anh chị chả hình dung được đâu ạ à. anh chị chỉ hình dung được những thứ mà anh chị biết thôi tâm trí anh chị chả bao giờ nhìn thấy những hình ảnh mà anh chị chả nạp cho nó nếu mà không hình dung được thì chúng ta phải đi tới cái nơi mà chúng ta muốn viết trong cái bức tranh của mình. Đi trải nghiệm trước đi anh chị. Tới đó ngồi hình dung tưởng tượng rồi sau đó là mình về mình viết bức tranh cho nó có cảm xúc vô. Được không ạ? À? Ừ. mà Tú là doanh nhân công minh anh chị khi mà Tú viết bức tranh 30 ngày mà à, Tú chưa có hình dung được là ừ Tú muốn ăn mừng thành công trên mắt 81 là cái bức tranh đó tôi biết hồi năm 2021 anh chị ha. 2021. Mà tôi có hình dung được là mắt 81 mốt là như thế nào rồi cái tầng đó là ở đâu ở đâu đâu. Rồi có cái gì trên đó đâu. Đúng rồi. Và tôi lên đó tôi chụp ảnh anh chị. Ở bên tôi chứ ở đây chứ lại giúp tôi cái hình ảnh đó được không ạ? 2020 thì dịch rồi anh chị nha, không có đi được rồi. Ra là tới 2021 tôi mới đi. Đó lên đây mình ngồi anh chị kêu đồ ăn ra gọi đồ uống ra chụp ảnh quay clip đồ cho nó rõ ràng cái nơi anh chị đang muốn hình dung cái nơi anh chị đang muốn gì à? đưa vào bức tranh của mình hít không khí ở đó đi ạ à? nghe âm thanh ở đó đi anh chị cảm nhận bằng năm giác quan luôn người ta mở nhạc du dương ra sao không gian yên tĩnh như thế nào lên đó là những cái người lịch sự người ta nói chuyện rất nhỏ nhẹ đi từ từ đi nhẹ nói khẽ cười duyên lên ngắm cảnh toàn cảnh thôi thành phố nè xong rồi mình đi à mình đi từ ngoài ra, ra vô trong mà từ trong ra ngoài đi vô tới gì ờ, không gian này không gian kia trong đó có bao nhiêu đi hết cảm nhận quan sát nạp hình ảnh vô đúng rồi nạp hình ảnh vô giống như tú và các anh chị chủ nhóm coi là bộ nhà mình là cũng hay đến những cái nơi sang trọng chụp hình ảnh lưu lại sau đó đến cái lúc mà sau này biết với tranh 30 ngày á muốn lựa cái chỗ nào để ăn mừng thành công với nhau á bút cái tấm hình nó ra xem về xem coi tại tại vì đã đến đó rồi anh chị nha nên có hình ảnh mà có không gian năm chiếc quen đã được trải nghiệm ở đó rồi đúng không ạ à? rồi cảm ơn bạn tổ chức rất là nhiều và cái này là mình đang nằm trong cái khoảng quỹ bờ lay của mình thôi anh chị thứ nhất là mình các anh chị phải dành cho mình là một tháng anh chị phải nên gì vậy? nuôi dưỡng cái cảm giác giàu có bên trong của mình nha phải đến đó anh chị phải trải nghiệm để anh chị có cái cảm xúc về cái sự dư dả ví dụ như ngoài miền bắc ở ngoài phía hà nội thì có về lan mắt 72 rồi những cái địa điểm năm sao đó anh chị đến đó thì có bao nhiêu đâu do anh chị cứ tự giới hạn mình thôi do anh chị cứ tự giới hạn mình là, ừ nó đắt thì mình không xứng đáng nhất là chị anh chị phải nuôi dưỡng cái cảm giác giàu có bên trong của mình mình gia tăng cái cảm giác về sự giàu có mình gia tăng cái cảm giác là mình hứng thú gì mình trải nghiệm cái sự giàu có nó tuyệt vời ra sao trước giờ toàn nói không mà không biết giàu có là như thế nào không biết cái cảm giác giàu có nó nó sẽ tự do tự tại như thế nào anh chị có biết không anh nói được người ta phục vụ anh chị nhẹ nhàng à, rồi giờ một câu à, à, dạ vâng chị muốn dùng gì ở đó mình đến đó mình trải nghiệm để mình về, nâng tầm mình lên về mình tự nhiên mình gì mình cũng đặt ra cho mình cái mục tiêu giờ mình phải làm sao để một tháng mình đến đó một lần mà mình đưa gia đình của mình đến cùng và thứ hai là nếu mà anh chị có những cái người thầy tuyệt vời của mình thì anh chị cũng hãy gì mờ họ đến đó để mà mình thưởng thức cái buổi tối cùng nhau một cái buổi buổi ăn mừng thành công cùng nhau những cái người mà dẫn dắt uh, giúp đỡ cho mình đó anh chị thành công đó đó là một cái khoản đầu tư lớn anh chị nhiều anh chị là chúng ta không ý thức được cái điều này đâu không ý thức được cái việc này anh chị nhờ cái giúp đỡ mình đã đời lời cảm ơn chân cũng không có thì làm sao thuận theo các quy luật vũ trụ được mà thành đòi thành công uh, nói tiếp thành công được bài học đắc nhân tâm đó, anh chị trong xây dựng mối quan hệ tin cậy thân tình thì chúng ta phải có điều đó được mà nha nên các anh chị phải gì ạ à? cái gì mà quen thuộc với tâm trí của mình ấy đi vào tâm thức của mình nha thì anh chị sẽ rất dễ dàng đạt được rất là dễ thành công tập trung học đi anh chị ơi ở đây không phải là nơi kết nối những trái tim hay kết bạn bè bốn phương nha ghi chép không ghi hả kết nối giao lưu bốn phương bạn bè bốn phương à. Nên cái gì mà quen thuộc với tâm trí của mình và quen thuộc với tâm thức của mình thì anh chị sẽ rất là dễ dàng đạt được. Cho nên anh chị nào mà chúng ta không có dễ hình dung tưởng tượng nha. Anh chị hãy chọn một cái hình ảnh nào đó mà trong giờ quá khứ của mình Gần thôi đừng có xa quá anh chị ơi. Ví dụ anh chị đã đi ăn tiệc ở một cái nơi nào đó rất là sang trọng rồi. Và anh chị rất là thích cái không gian ở đó thì hãy chọn cái nơi đó để mình ăn mừng thành công. Giống như tú á anh chị cái lúc mà đang dịch ấy viết cái bức tranh mục tiêu là 31 tháng 8 á thì anh chị có thấy là 30 mỗi bức tranh mục tiêu 30 ngày của tháng 8 anh chị nha thì anh chị nhận được bức tranh 30 ngày thì 30 của 30 ngày của tháng 8 2020 anh chị thấy tôi biết không là tôi đang viết ở cái quán cà phê cũng khá là sang chảnh ở khu trong khu nhà tú mà cái lúc mà tú ngồi cái quán đó là trước dịch rồi nên là tôi còn nhớ hình ảnh và cái cảm giác chứ lúc đó chứ lúc đó đang 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 giãn cách gọi là mọi người đều phải ở nhà của mình đâu có được đi đâu đâu thì tôi lời, tôi lòi lục tìm trong quá khứ được mỗi cái hình ảnh đó anh chị là mình cảm thấy là mình cảm xúc mình cảm thấy là mình gì à? mình rất là thích và tôi đã viết vào trong bức tranh của tháng 8 bức tranh mục tiêu của tháng 8 2020 nghìn là mình thấy là mình sẽ đến đó và mình về ăn mừng thành công cùng với những người bạn của mình cùng với những người, những người đồng đội của mình. Cho nên nếu anh chị đang chưa có thể là đến những cái nơi sang chảnh hoặc những cái nơi sang trọng. Thì anh chị hãy lục tìm trong quá khứ về những cái nơi mà anh chị đã từng đến đi và hãy chọn ra một cái nơi mà rất là sang trọng và anh chị yêu thích cái không gian đó và viết vào trong bức tranh của mình. Còn nếu được anh chị nào muốn gọi là gì chưa có thì bây giờ phải đi thôi có một anh hỏi tú là anh em ơi bây giờ anh rất có cảm xúc à, rất có cảm xúc trong cái việc là anh muốn đến cái nhà hàng ở nhật bản để ăn mừng với trên 30 ngày tú mới nói là đầu tiên ấy là mình tiềm thức của mình ấy mình thích nhưng mà bản thân của mình nó nó đang bị vóng lên anh chị nó đang bị vóng lên thì anh có thể đặt cái mục tiêu ở trong mục tiêu 6 tháng hoặc là mục tiêu gì ạ? À? Mục tiêu năm cũng được. Còn mục tiêu 30 ngày là mục tiêu gần mà. Nha, nên anh chị hãy chọn những cái nơi mà anh chị có thể là gì ạ? À? Đến đầu tiên là bây giờ anh đó chỉ có cái hình ảnh là trên cái uh, trên cái hình ở trên Google thôi chứ có đến đó bao giờ đâu. nên sẽ không có biết cái không gian ánh sáng hay là những cái âm thanh ở đó như thế nào hay là hay là nắm giấc quan như thế nào hết được không ạ à? đó yếu tố thứ hai anh chị nhớ chưa ở trong số anh chị ta nắm được yếu tố số 2 rồi là không gian rồi các anh chị comment tôi chưa rồi rất là tuyệt vời rồi cái yếu tố tiếp theo anh chị cần phải lưu ý nha là viết bức tranh ấy mình tránh cái việc di chuyển nha à tránh cái việc di chuyển ở đâu ở yên đó đi à? <laughs> ở, ở đâu ở yên đó đừng có đang di chuyển là đang từ nhà về từ chỗ làm về nhà hoặc là đang dẫn khách đi xem đất dài dòng quá tìm thức không có biết anh chị là đang muốn cái gì ấy. À, tìm thức nó không hiểu là đâu là bức tranh thành công hết anh chị tập trung vào cái kết quả cuối cùng ngắn gọn xúc tích thôi đừng có dài dòng là uh, đang từ uh, nơi làm việc về nhà uh, trên đường về thì tóc bay uh, tóc uh, gió thổi tóc bay uh, nắng chiều uh, nhẹ nhẹ không gian uh, gì uh, đường xá thật là uh, trong lành tôi về tới nhà và nhìn thấy uh, vợ và các con đang chuẩn bị bữa tối chưa vô bức tranh lâu quá <laughs> lâu quá lâu luôn cho nên chị nhớ là bức tranh 30 ngày là mình chọn một cái nơi ăn mừng thành công thôi. Giống như các anh chị hình dung là các anh chị với gia đình của mình hoặc là những cái người mình mình đang muốn ăn mừng thành công cùng với họ trong bức tranh đó, đó Đến đó ngồi chụp tấm ảnh. Rồi bê nguyên tấm ảnh đó đi về. Rồi miêu tả như vậy thôi. Không, đây là phải là bức tranh động nha. Không phải là không phải bức tranh động anh chị. Mà là bức tranh gì ạ? À? động tỉnh đúng không kiểu như là đứng im hết trơn anh chị cũng không có ghi như nãy tôi nói là gì à? đang trên đường dẫn khách đi xem đất thế là tự dưng là trong lúc đang tư vấn thì tin nhắn tin tin tôi vội vã bảo anh khách xem tiếp đi tôi kiểm tra tin nhắn một xíu xong bật tin nhắn lên thấy tiền cộng vô tài khoản dạ lâu quá chưa thấy cái kết quả nữa nha yeah anh chị mới hiểu là giống như anh chị chụp cái khung cảnh đó anh chị mang về bê, bê nguyên luôn như cái hình ảnh hồi nãy của tôi với danh nhân của mình là giống như là ảnh tỉnh là bê cái không gian nó về luôn là Tú mặc đồ gì cái đoạn mà từ nhà mình tới cái chỗ đó xong gửi xe rồi bấm thang máy đi lên vậy thôi cắt luôn đi nha mà đi thẳng vào luôn là hôm nay là ngày bao nhiêu tháng mấy năm nào bây giờ là mấy giờ mình đang ở đâu ở cùng với ai mình đang mặc trang phục màu gì trang phục như trang phục như thế nào và cái người đi cùng mình là trang phục như thế nào và màu gì nên miêu tả là cái người đi cùng mình khoảng từ 1 tới 2 hoặc 3 người thôi. nha từ một tới hai hoặc ba người thôi anh chị và anh chị phải miêu tả chi tiết là họ mặc đồ màu gì luôn nha và anh chị phải lựa cái bộ đồ mà anh chị có nha còn nếu mà giả sử mà lựa một cái bộ đồ khác thì phải 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 một cái bộ đồ đồ mà anh chị thích ấy, thì phải phải nhắm là mình mua nó về để tủ luôn chứ giờ miêu tả một cái bộ đồ mà mình không có trong tủ mà hỏi sao chị miêu tả bộ đồ này do chị thích chị thấy trên mạng <laughs> thì biết đâu anh chị biết ra cũng được tặng đó biết đâu thì viết ra cũng được cho hoặc là tự dưng là được ai đó tặng thì cũng có nhưng mà trước mắt thì mình phải chuẩn bị là gì à? là nó phải có trong tâm trí mình đã để mình hình dung cho nó dễ mặc lên rồi mình nhìn thấy cái thấy được cái cái hình ảnh mình trong gương body của mình như thế nào rõ ràng chi tiết cụ thể nha và cái tiếp theo anh chị là cái không gian xung quanh như thế nào yên tĩnh Uh, rồi uh, nhạc du dương hay như thế nào anh chị Và anh chị nhớ nè Cái anh chị đặt mục tiêu uh, Cái ngày mà 31 tháng 5 ấy. Thì bản thân anh chị trong tâm trí Anh chị phải xác định là ngày hôm đó là Là anh chị là cái ngày mà anh chị tận hưởng Và cái ngày anh chị ăn mừng thành công Và cái nơi anh chị biết đó, cái là Anh chị phải thực hiện là Chính xác à, cái ngày hôm đó là anh chị Giống như anh chị đến đó Anh chị hiện thực hóa cái mục tiêu của mình vậy đó Giống như ví dụ như anh chị uh, uh, Biết mục tiêu là 30 tháng 4 đi Mục tiêu là 30 tháng 4 Là anh chị thấy là mình đang ở nhà Ở quê uh, Mình đi về quê và mình uh, có một cái buổi tiệc Ăn mừng uh, Cùng với gia đình của mình thì chính xác là có nó, nó phải nằm trong kế hoạch của mình là ngày 30 tháng 4 là mình đi về quê nha đó cho nên anh chị nhớ là lựa chọn ví dụ như cả ngày cả cả ngày 31 tháng 5 đi nếu anh chị đang đi chơi hè cùng với gia đình thì đầu tiên anh chị phải xét up cái lịch trình là ừ tới ngày 30 tháng 5 đúng không là mình với con mình và gia đình mình sẽ cùng đi chơi hè với nhau ở một cái địa điểm nào đó và đến đó mình ăn mừng ở một cái nhà hàng nào đó cũng được ừ. Được không ạ? À? Còn có thể biết đâu rồi, tới ngày hôm đó anh chị mặc bộ đồ khác cũng được Nhưng mà miễn sao ý là tôi đang nói là trong bức tranh ấy Là anh chị phải có hình ảnh về cái bộ đồ anh chị muốn mặc Và nó phải nằm trong tâm trí anh chị Chứ đừng miêu tả một cái bộ đồ mà anh chị chưa bao giờ nhìn thấy Hoặc nhìn thấy không có nhiều Đó Và năm nhất quen anh chị thấy cái gì? Bạn để đồ ăn ngon rồi có những món gì Anh chị phải miêu tả ra luôn rồi anh chị có uh, nhâm nhi một uh, miếng đồ ăn thì anh chị cảm nhận ra sao ví dụ như là món uh, món bò đi nó tan trong miệng nè ngọt ngọt nè béo béo nè kiểu kiểu như thế anh chị miêu tả ra cái món ăn mà anh chị đến cái nơi đó anh chị ăn mừng rồi anh chị ngửi thấy mùi gì anh chị nếm được cái vị gì anh chị nghe thấy điều gì nha nên bức tranh chỉ có một cái đúng đúng một cảnh một cảnh thôi đừng có di chuyển và anh chị phải đưa năm giác quan của anh chị là nhìn nghe và ngửi và cảm nhận được cái sự hạnh phúc niềm vui và trong lúc mà các anh chị đang vừa ăn và vừa trò chuyện à, vừa ăn và vừa trò chuyện nè rơm rã cùng với chồng của mình hoặc con của mình gia đình của mình thì tiền điện thoại kêu tinh tinh Và tiền chảy vào tài khoản ngân hàng của anh chị ra sao Và anh chị Cảm thấy ngập tràn hạnh phúc như thế nào Và niềm vui dâng trào ra sao Anh chị mới nhìn thấy cái số tiền cộng vào tài khoản ngân hàng của mình luôn nha Đó Đó là về cái yếu tố là chúng ta đừng có di chuyển nha Được chưa anh chị và cái yếu tố mà chúng ta cần lưu ý tiếp theo anh chị nha là chúng ta hãy gì vậy? để cho tiệm thấp của mình hưởng ứng uh, hưởng ứng cái số tiền của mình ấy. thì các anh chị chúng ta nên gì vậy? cài đặt cái hình nền là cái số tiền mà cộng vào tài khoản của anh chị anh chị có thể lên Photoshop được không ạ à? anh chị có thể là lên internet banking và anh chị chụp tin nhắn về xong anh chị sẽ lên chỉnh sửa Photoshop và cộng một cái số dư hoặc là cộng cái số tiền mà anh chị muốn cộng vào tài khoản của mình ấy là cái mục tiêu 30 ngày của mình đó. Được không ạ? À? Anh chị nào chưa biết làm cái đó thì hỏi chương nhóm mình nha. Được không anh chị ơi? Cộng vào. Rồi chỉnh vào mình cài luôn màn hình nền của mình như tú nè. Đấy, cài lên. Đó, cài màn hình chính rồi cài màn hình nền mà cả hai điện thoại luôn thậm chí là tôi còn viết ra giấy nữa anh chị dán khắp nhà của mình về cái mục tiêu 30 ngày của mình ấy, về cái con số mình muốn đạt được laptop cũng có này tất cả những nơi mà mình tiếp xúc mỗi ngày thì đều là hình ảnh về cái mục tiêu mà mình mong muốn để mình cho năm giác quan của mình nó được ám thị anh chị có đạt được mục tiêu của mình hay không nha nó sẽ phụ thuộc vào cái việc anh chị có nhớ tới mục tiêu của mình hay không anh chị ghi lại đi ạ. À? Mình có đạt được mục tiêu của mình hay không nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là mình có nhớ tới mục tiêu của mình hay không. Được không ạ? À? Ghê nha anh chị nha mình có đạt được mục tiêu của mình hay không á phụ thuộc vào cái việc mình có nhớ tới mục tiêu của mình hay không thường anh chị không đạt được mục tiêu ba ngày của mình hay? hoặc là bất kỳ một mục tiêu nào là do mình đánh rơi nhịp nào rồi đó anh chị mình quên anh chị ơi, à, có anh chị nào mà những thế nào anh chị không đạt mục tiêu anh chị thấy đúng không có phải là lúc đó Thế đó là mình đang tập trung vào những cái việc khác như là Ờ, vấn đề này vấn đề kia chuyện này chuyện nọ chuyện kia cái mình lãng quên mục tiêu của mình tới khi mà vào dùm cái điều trưởng nhóm nhắc ấy hoặc là cái anh chị em coi là bộ nhắc mới ờ, quên quên mục tiêu ba ngày chưa xong nữa. đúng rồi và tôi thấy đúng luôn anh chị nha chính xác là như vậy luôn cho nên các anh chị hãy dán mọi nơi đi anh chị lấy cái tờ giấy này nè tùy anh chị có giấy nào anh chị giờ có anh chị ghi con số lợi nhuận của mình ra chị dán nhưng mà tôi ở đây có tấm xét nhiều màu nữa nè hai ba tấm luôn trên bàn dán rồi còn có tấm xét nhiều màu để nhìn đó. nhắc nhở mình ám thị mình cho tiềm thức của mình để làm quen với mục tiêu đó, anh chị cho nó làm quen với mục tiêu để mình nhìn thấy mỗi ngày và anh chị có thể là ra tiệm photo in cái hình ảnh mà chúng ta chỉnh photoshop ấy. trên app điện trên app app ngân hàng anh chị dán ở những nơi anh chị nhìn thấy không chỉ là để màn hình điện thoại anh chị mà mình còn gì à? còn bỏ vào ví nữa. biết con số đó ra dán khắp nhà ám thị đi tới đâu cũng thấy con số đó hỏi sao mà tiệm thức không cho được Đó là bí kíp của những người thành công đó anh chị bác em là mới tới người giàu nhất hành tinh ấy bác từng nói một câu ấy một trong những bí kíp giúp cho bác có thể là trở nên thành công và như vậy trở nên cực kỳ thành công như vậy đó chính là bác ám ảnh mục tiêu của mình ám ảnh anh chị nha chứ giờ chúng ta hay nghe ám ảnh quá khứ đúng không ám ảnh những cái câu chuyện không có tích cực không có tích cực nè ám ảnh uh, gì này kia vân vân nhà vâng bây giờ anh chị ám ảnh cái điều đó làm cho anh chị hào hứng đi làm cho anh chị cảm thấy là tương lai tươi sáng đi ạ. Đừng ám ảnh quá khứ, rồi, rồi những cái điều không có tích cực rồi, những cái câu chuyện không có vui. Thì khác gì anh chị nên kêu gọi nó tới nhiều hơn. Đó. Ở tốt tiếp theo anh chị. Để mà cái hình ảnh của chúng ta hình ảnh trong tâm trí của mình nó diễn ra nhanh hơn thì anh chị cần có một cái môi trường giống như trong câu lạc bộ của mình là liên tục ăn mừng thành công về những cái khoản tiền câu lạc bộ nhân tạo cho chúng ta một cái văn hóa anh chị đó chính là chia sẻ thành công để anh chị có thể là được nghe được thấy và được cộng hưởng trường năng lượng chứ ngoài kia mà anh chị tiền về mà anh chị hô hào lên anh chị khoe thành công mà người ta bảo anh chị là đu dây điện bảo mình không được bình thường nhưng mà đây anh chị khoe tiền về nha ở đây mọi người chúc mừng anh chị rồi còn cộng hưởng trường năng lượng của các anh chị luôn còn khích lệ anh chị là tiến lên đặt mục tiêu tiếp đi à, tiến lên con số lớn hơn nữa đi chúc cho bạn thành công nói tiếp thành công nhé rồi anh chị được nghe thành công mỗi ngày được nhìn thấy số tiền về mỗi ngày và anh chị có thấy là mình quen dần với số tiền và con số lớn không ạ à? ở đây có thấy mọi người về tổng chục triệu trăm triệu tiền tiền tỷ không ạ Lúc đầu có thể lúc anh chị mới vào anh chị chưa có tin Anh chị vào anh chị có thấy hơi ngập ngập sao Trời ơi mua làm gì nóng về tiền hết ta Mình làm cuối tháng mới có tiền à, Nhận lương mà Đầu tháng có tiền là coi như là cuối tháng có tiền Đầu tháng hết tiền rồi Còn mua ở đây ngày nào không thấy về tiền Và bao trong số anh chị từ ngày chúng ta vào câu lạc bộ nha Mình thấy mọi người về tiền mỗi ngày riết Mình cũng uh, ra quyết định là gì Mình cũng về tiền mỗi ngày Và bây giờ anh chị cũng đã về tiền mỗi ngày đó nếu chưa nói nhiều mà ít nha Nhưng đầu tiên là đã về mỗi ngày rồi Vâng Còn cái việc Việc mà nó về to hay nhỏ Anh chị nó sẽ phụ thuộc vào cái nhiệt kế tài chính của mình nữa. Và anh chị thấy mình đã quen dần Cái con số lớn chưa Chứ anh chị nghe anh chị thấy khó tin hả gì năm chục triệu gì một trăm triệu cái gì mấy trăm triệu trong một tháng mà mấy tỷ bởi vì anh chị chưa tin Anh chị chưa nhìn thấy Anh chị chưa có trong tâm trí Anh chị chưa tin nên anh chị chưa có đó Nhưng bây giờ anh chị bắt đầu có trong tâm trí nè Anh chị bắt đầu anh chị tin nè Rồi anh chị sẽ có thôi Còn đến khi nào nhanh hay chưa nhanh nó sẽ phụ thuộc vào cái nhiệt kế tài chính của mình anh chị nha Nhưng như anh chị biết không Ngày trước đó, tôi chưa bao giờ cảm nhận là Mình sẽ có số dư tài khoản 100 triệu và như thế nào đâu nhưng mà khi mà tôi chơi với những người mà họ đã, đã làm được ấy, Số dư trong khoản của họ toàn tiền tỷ không ạ Tiền họ về mỗi ngày Mình được ám thị anh chị Mình được nghe, mình được thấy Mình được cảm nhận bằng Mình được tiếp xúc bằng năm giáp nhâm quan Được cộng hưởng, trường năng lượng Thế từ từ tự nhiên lúc đầu là mình nghe mình chưa tin Mình chưa, nên thành ra nó chưa có trong tâm trí Nó chưa có vào nhưng mà dần dần mình bắt đầu mình tin mình thấy nhiều quá mình tin mình tin cái bắt đầu mình bắt đầu cho phép nó vào trong tâm trí thì bây giờ mình có luôn anh chị tiền về mỗi ngày và thậm chí bây giờ số dư tài khoản của tú không phải là con số 9 con số anh chị mà nó lên tới hàng 10 con số số dư ừ. rồi gì nữa à rồi thu nhập của mình nó cũng như chín con số luôn và mình thấy cái điều đó là gì à nó không phải là không thể nên là mình đã có nó trong tâm trí rồi Thì mình sẽ bắt đầu giờ Có bên ngoài thực tế nha Nên anh chị thấy như anh chị thấy Mà họ về thành công Họ về tiền Hãy chúc phúc cho họ đi Hãy đón nhận Rồi mình cũng sẽ có y chang thôi Khi mà mình cho tâm thức của mình Thấy cái gì Nhìn cái gì Nghe cái gì Đọc cái gì Xem cái gì Mà lặp đi lặp lại Đủ nhiều Thì mình sẽ có cái điều đó bên trong Bên ngoài cuộc sống của mình nên nếu anh chị mà thờ với thành công nha Với những cái thứ mà các anh chị đang thấy Anh chị đang nghe, anh chị đang đọc, anh chị đang xem Anh chị không để cảm xúc của mình vào Thì anh chị chả bao giờ có đâu ạ à. Tiềm thức của mình nó sẽ hiểu là Chủ nhân của mình không có thích điều này Không thích nên không có Còn thật, thật sự anh chị Tiềm thức của chúng ta Là nó không phân biệt được thành công của ai nha Và không phân biệt được đây là thật hay không thật khi anh chị sử dụng số hình tam thức ấy thì quan trọng các anh chị có muốn hay không thôi cái chìa khóa ở đây anh chị nha là mình có muốn hay không thôi nên khi anh chị mình nói mình viết ra con số mình đọc và mình thấy mình nghe con số lớn ấy để làm gì ạ? À? để giúp cho mình gì à? <laughs> có cảm xúc hơn nên các anh chị hãy nghe, hãy nói nè, hãy nghĩ nè. Hãy đọc và hãy xem những cái thứ mà giúp cho anh chị có cảm xúc nha. Ví dụ như là tờ, ví dụ như là số tiền 500 nghìn đi với là 500 triệu về đi. Thì hai cái mình đều thích hết. Hết đúng không ạ? Nhưng mà cái nào mình thích hơn? Tất nhiên là cái 500 triệu mình thích hơn rồi mình có cảm xúc hơn rồi đúng không? Vậy thì mình hãy giờ cho mình làm quen với con số anh chị là quen với con số lớn Được mà giúp cho mình có cảm xúc bây giờ mình mình còn chưa có hình ảnh về chưa bao giờ nghĩ rằng là làm sao mà có 500 triệu không thấy không tin thì không có nha nên tiền về rất quan trọng anh chị nhưng quan trọng nhất vẫn là cái việc anh chị nói và cảm nhận về cái điều đó Nên anh chị có thành công anh chị nhớ ăn mừng thành công và khoe thành công với trưởng nhóm của mình nha. Họ sẽ rất vui phép màu và chúc phúc cho các anh chị thành công nói tiếp thành công đó. Chứ đừng có thành công im im, im, im giấu không chia sẻ với ai hết Giống hôm có anh chị thu hồi thu nhập được 20 triệu mà tú hỏi mới chia sẻ tôi hỏi sao chị không khoe em. Chị bảo đỡ về đủ chị khoe luôn. Mới nói chị khoe với em á không chừng là nó về nhanh hơn. Đó. Mà giờ chị không khoe nên về hơi lâu á Nhưng anh chị có cái đơn hàng bỏ hỏi sao không khoe Chị đợi anh đợi chị đợi anh đợi về đủ rồi mới khoe Thế nhưng mà anh chị không khoe là anh chị đang không công nhận Và anh chị đang không ghi nhận rồi Nên các anh chị mới chưa tự tin anh chị khoe Chứ mà nếu tôi hỏi anh chị nếu anh chị có cái thành công Anh chị có muốn uh, dù nhỏ hay lớn Anh chị cũng muốn khoe cho tất cả mọi người đều biết không Để mọi người được Để mình được mọi người công nhận Chúc phúc chúc mừng Anh chị có thấy tuyệt vời không còn khi anh chị không dám chia sẻ ra thành công của mình thì có phải là anh chị đang đang chưa ghi nhận mình không? Anh chị cảm thấy nó vẫn chưa là gì so với mọi người không? Bạn nhớ trước hỗ trợ phòng dung nha. Tự mua tự mua về tự mặc xong tự chùm luôn. Nha bạn nha. Trời đất ơi, tự nhiên chùm mặt làm gì? Đang nhìn thấy cuộc đời tươi sáng rồi, hình ảnh đẹp đẽ quá trời luôn rảnh rỗi vô ngay từ đầu thấy có cái màu rồi vô cái cơm minh là thấy màu rồi, nhưng mà để lại cho nghe rồi mong rằng là có thể giúp cho bạn ấy khai thông khai sáng nó được bởi vì như thế nên là bây giờ cuộc sống mà cứ tối ngày chùm khăn chùm mặt đó đó được anh chị cho nên là các anh chị chúng ta có phải là khi anh chị chưa có chia sẻ thành công hoặc không dám khoe thành công với người khác đó. Anh chị đang chưa công nhận Mà chị cảm thấy là nó không là gì so với mọi người Bé quá Nên mình không khoe Sợ khoe mọi người bảo chở chút xíu cũng khoe nữa Chở về có trăm nghìn cũng khoe nữa. Có nhiều anh chị nói đâu Chị đang công nhận thành công của chị lắm cơ Nhưng mà cái hành động của anh chị là đang không công nhận đó Mà hành động đến từ đâu Đến từ suy nghĩ vì bên trong anh chị vẫn đang có suy nghĩ là chưa công nhận và chưa ghi nhận thành công của mình đúng rồi có phải cho tôi hỏi nha khi anh chị chưa chia sẻ thành công với người khác có phải là anh chị đang ngại không các anh chị thấy một người thành công lớn anh chị không dám chia sẻ không vì suy ra là anh chị đang chưa ghi nhận thành công của mình và suy ra anh chị đang làm tắc nghẽn dòng tiền của mình vậy thôi đã đủ đợi nhiều đợi về thêm mới khoe vậy thì suy ra là anh chị bảo đợi đủ đợi về nhiều thêm anh chị mới khoe nên suy ra là anh chị đang coi cái thành công mà hiện tại đang về với mình ấy. là nó không đủ và nó không lớn để mà mình khoe không anh chị hiểu chưa nên cái hành động của mình nó sẽ phản chiếu chính xác cái suy nghĩ của mình ấy. đấy và chính giây phút mà bạn nói bạn thấy mình nhỏ bé bạn chia sẻ thấy ngại là bạn cứ nhỏ bé hoài thôi bạn nghĩ như nào về mình bạn cho mình là như thế nào thì bạn sẽ có chính xác điều đó mình đừng có đợi anh chị ừ. phải ghi nhận chứ ghi nhận bằng cách gì ghi nhận bằng cách là mình chia sẻ mình truyền cảm hứng cho mọi người trời ơi anh chị biết không nhìn xuống thì hồ, mình nhìn nhìn lên ấy thì mình không bằng ai nhưng mà nhìn xuống thì không ai bằng mình đâu anh chị phải thấy rằng là mình đang có những cái kết quả mà rất nhiều người muốn có biết đâu cái kết quả mình chia sẻ nó nhỏ so với anh chị nhưng mà nó lớn với những cái người mới những cái anh chị mà họ đang mới học tập và ứng dụng mà giúp cho họ gia tăng niềm tin có phải là anh chị đang giúp cho họ có một cái hạt giống về niềm tin là anh chị đang gieo hạt giống tốt không Nên với tố anh chị Thành công nào mình cũng khoe Được tặng quà cũng khoe Nhỏ lớn bé cũng khoe Tiền về cũng khoe Bộ tài chính lớn nhỏ bé cũng khoe hết trường. Tại vì khi anh chị làm gì đó là đầu tiên là tiềm thức của anh chị được công nhận. Nó sẽ rất là thích. Trời ơi, làm việc quá trời luôn mà chủ nhân tối ngày cứ chơi cái này nhỏ. Khi nào đợi lớn rồi chị khoe cho tôi hỏi có anh chị nào mà không thích được khen không và không thích được chúc mừng không anh chị có thích được người khác chúc mừng và khen thưởng và được uh, những cái lời động viên không có chứ vì cái lúc mà anh chị được nghe tỉnh thức anh chị đang được nghe đó mà tỉnh thức anh chị nghe nó thích thì sao à nó cảm thấy nó được công nhận nó cảm thấy nó hào hứng thì nó sẽ làm việc nhiều hơn nó sẽ tích cực hơn nó sẽ gì à? giúp anh chị đạt nhiều mục tiêu hơn nhưng không bây giờ anh chị coi như thành công anh chị giấu giấu vô người nè đó giấu vô xong rồi nó nói ủa chủ nhân em được muốn nhận lời khen các anh chị bảo khen cái gì đi kiếm về thêm đủ rồi mới đi khoe để được khen giờ chưa đủ nói ủa làm quá chờ làm mới ra được như đó bộ em cũng làm mà sao chủ nhân không khen em khen cái gì có nhiều đó mọi người ta về tiền trăm rồi về có mấy triệu rồi, khoe cái gì không biết nữa rồi xong tháng đó tắt tiền luôn Ngẫm luôn Đơn hàng tắt luôn Nụ cười đã tắt luôn anh chị Và anh chị không tin để ý cuộc sống mình đi Và đúng như rằng là anh chị nào mà bảo với tôi câu đó Là tôi thấy cái chỗ mà thu hồi thu nhập là đen lâu lâu rồi đó Bữa khoe tôi thu hồi được Không khoe anh chị tôi hỏi mới khoe tôi hỏi sao không khoe Bảo chị thấy đợi đủ mới khoe Dạ vâng Thế là thu hồi được 20 triệu Còn số còn lại là 80 triệu nó chưa thấy về chưa thấy về chị bảo đang người ta đi mượn của chị trăm triệu mới trả hai mươi chị đợi đủ chị mới khoe dạ vâng tám mươi triệu đang về hôm đó mà khoe là ngon lành biết đâu ngày mai lại về luôn tám mươi triệu còn lại rồi học quá chị học chép quá chị chép luôn mà không tốt nghiệp được bài học là công nhận ghi nhận mình là như thế nào anh chị bao trong số anh chị hiểu à? Trời nó giỏi quá trời giỏi luôn Bây giờ anh chị đòi tiền người ta cả năm chờ Người ta không trả cái gì trả được 20 triệu Anh chị còn không khen hết nữa Mà cả phòng dung 2.000 người khen nó Thì theo anh chị nó sướng không Trời ơi đọc mình nào cũng thấy sướng hết trơn Hào hứng tối như làm việc nhiệt tình Chăm chỉ hơn Nha, Nên anh chị có thành công Thì anh chị phải khoe với chủ nhóm mình và đặc biệt trong bức tranh 30 ngày của anh chị cũng như thế phải viết hình ảnh là có một cái phần là gì ạ? À? Đây nè. Mình áp dụng công thức thu hồi thu nhập như doanh nhân chia sẻ. Thì ngày 30 mình về 50 triệu. Wow. Xong mình khoe với nhóm trưởng của mình. Và chiều hôm nay đã về tiếp 15 triệu còn lại. Yeah, siêu tuyệt vời. Chúc mừng chị nha. Đấy, tốt nghiệp bài học là như như chị như chị nha. Chúc mừng chị. Là ứng dụng cái kiến thức của ngày 30 tháng uh, tháng 4 là tôi chia sẻ về cách ứng dụng uh, luật hấp dẫn trong nhóm rèn huyện chuyên sâu ứng dụng nó dẫn chuyên sâu trong nhóm rèn huyện thì chỉ ứng dụng thì chị đã thu hút được số tiền là 50 triệu trong ngày 30 tháng 4 sau đó là khi mà chị khoe với trưởng nhóm của chị ấy xong vào ngày 1 tháng 5 là tiếp tục thu hồi thu hút được 15 triệu tuyệt vời ấy khoe được tiền về mà đạt mục tiêu nữa Khoe được chữ nhóm mình khen mà được khen mà còn được tiền về anh chị thích không? Mình muốn có tiền nhưng mà các anh chị toàn làm những hành động làm cho mình ngăn chặn dòng tiền thôi. Tú thông minh lắm anh chị. Tú học nha mà tú thấy cái nào mà giúp cho mình về tiền là tú triển khai ngay làm ngay làm luôn, không chờ đợi không đợi ai nhắc nhở. Không tin hỏi mấy anh chị trong nhóm uh, uh, Có lạc bộ nhà mình hay mấy anh chị uh, trong nhóm này miệng đó. lên dung toàn nghe tú khe thành công mà. Thậm chí có những cái thành công là Của những năm hồi đó Rồi vẫn lên khoe tiếp Thế mùi lên chúc mừng tôi lại thích tìm thức nó lại phái Thế là giúp cho tôi đạt Những cái thành công tiếp theo Lớn hơn nữa Chiều nay tôi vừa mới khoe Cái thành công tháng trước tôi đạt đó Nhưng mà tháng này tôi đạt tiếp Tôi khoe tiếp cái được mọi người khen Mọi người chúc mừng Thế mình hào hứng tìm thức mình nó thích anh chị Đấy Muốn về tiền Muốn đạt mục tiêu Nhưng mà những cái hành động Giúp cho mình đạt mục tiêu Và về tiền thì không làm một trong những hành động mà tôi nói với các anh chị mà giúp cho anh chị đạt mục tiêu và về nhiều tiền hơn đó chính là gì ạ? À? Ghi nhận thành công và ăn mừng thành công và công nhận bản thân mình và tiềm thức của mình. Ngoài cái việc bỏ quý tài chính ra. tốt nghiệp chưa ạ? À? Bao nhiêu số anh chị tốt nghiệp ạ? À? từ nay về sau về thành công có thành công gì cứ khoe với chủ nhóm anh đi ạ. À. Khoe vào trong nhóm học tập của mình và cái nhóm Zalo mà các anh chị nhận linh dâm ấy. Để mọi người cùng chúc mừng. Nên tại sao mà anh chị thấy là những anh chị nào thành công mà tôi hay chia sẻ vào trong nhóm ấy? để mọi người chúc mừng rắc bụi phép màu cho những anh chị đó. Có lý do đó anh chị chứ không phải tự nhiên rảnh nào chụp màn hình rồi gửi vô nhóm làm gì. Đúng không ạ? À? Chụp rồi xong rồi phải cắt cái tên ra rồi cái này cái kia cũng lâu chứ bộ mà nó phải một tin nhắn đâu ba bốn cái tin nhắn luôn. Đó nên là trong bức tranh 30 ngày của anh chị cũng phải có hình ảnh là anh chị ăn mừng thành công với chữ nhớ mình nha. Chứ phải là à, quay qua hai file với chồng với con rồi siêu tuyệt vời, cảm ơn cảm ơn trụ cái quên trưởng nhớ mình luôn. À, biết ơn dữ chưa? Tìm mãi nhiều anh chị cho chỉnh sửa bức tranh ấy, tìm mãi không thấy mình đâu không phải là tú yêu cầu nghĩa là không phải là tú kiểu như là em giận ở nhà em thấy hình ảnh em trong đó nhưng mà anh chị phải biết rằng anh chị gắn chữ nhớ mình vô là anh chị được cộng hưởng trường năng lượng từ từ bậc thầy mà anh chị không gọi là gì à? vay mượn năng lượng đúng không ạ? đơn độc một mình trong đó với chồng mình với vợ mình với con mình ví dụ như ăn mừng thành công xong rồi mình thấy là bốc máy là gọi thoại cho trưởng nhóm em ơi danh nhân ơi chị đạt mục tiêu rồi xong mình nghe trưởng nhóm mình chúc mình cái gì rồi mình nói gì với trưởng nhóm mình đúng không ạ à? siêu tuyệt vời chị ơi trời ơi chị đỉnh quá chúc cho chị thành công đó chứ thành công đúng không ạ à? viết vào hình dung vào nếu khoe chuyện nhóm chị làm được rồi em ơi Chị đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi Anh chị thấy chữ nhóm mình nói gì với mình Được không ạ à? Tìm ra cái người ăn mừng thành công cùng với mình Ngoài chồng vợ con mình ra Thì phải có chữ nhóm mình vào trong đó nữa Viết bức tranh gì mà chữ nhóm không thấy đâu hết trơn đó ngày là lên biết ơn Biết ơn câu lạc bộ Biết ơn chị nhóm mà Biết ơn là quý nhân của tôi Bức tranh mà ngày không có Lạ kỳ ạ à xong cái đòi là chị muốn gặp trưởng nhóm cho chị miếng năng lượng uhm? anh chị hình dung rồi chưa à, phải giờ trong tại anh chị biết không năng lượng có tính lây lan mà và những cái suy nghĩ anh chị phát đi nó đâu có hề mất đi đâu nó được kết nối trực tiếp đến với cái người mà cái anh chị đang nghĩ tới luôn thì khi anh chị hình dung tưởng tượng anh chị nghe thôi mi mà có chủ nhớ mình trong đó là tìm sao có nói đi kết nối với cái người này mà năng lượng chủ nhóm anh chị nhớ mình mà mạnh nữa anh chị đang một tiêu nhanh hơn chứ được không ạ à? ừ. anh nhớ là khoe thành công với chủ nhớ mình nha xong rồi trong bức tranh của mình là phải giờ có chủ nhóm mình ăn mừng thành công cùng mình anh tự nay về sau thành công nhỏ lớn bé đó anh chị khoe hết đi có muốn thành công nói tiếp thành công không thì đó là chìa khóa để anh chị thành công ở tiếp thành công đó. Cái dấu gì mà giấu ghê quá trời luôn. Tâm đợi hỏi anh mới nói không ạ? Nếu anh chị đợi hỏi anh chị mới nói thì khi nào mà tiền nó thích thì nó về thôi. Tại anh chị có công nhận ở đâu? Không công nhận, không ghi nhận. Nha. Đó. Và nhớ là mạnh dạng đặt mục tiêu cho anh chị. Nhiều anh chị đặt mục tiêu ấy. Lúc mà tôi hướng dẫn đặt mục tiêu ấy. Hay nói là chị không biết cách nào đặt mục tiêu hết. Thì anh chị ơi, Tôi nói anh chị rồi, đặt mục tiêu đi. Còn cách nào thì sao biết được. Nếu mà biết mình làm sao đạt mục tiêu thì mình làm mình có luôn rồi. Chưa biết nên mới học ứng dụng tiềm thức và luật hấp dẫn đây nè. Được chưa? Nên cứ mình dạng đặt, đặt mục tiêu nha đó là năm cái yếu tố mà các anh chị cần phải lưu ý để có bức tranh hoàn chỉnh. Đó. Rồi các anh chị đã biết làm cái cách để làm cho tiềm thức của mình ngập tràn cái sự hạnh phúc và vui vẻ chưa? Anh chị nào chưa hình dung được số tiền chảy vào tài khoản của mình ấy thì anh chị hãy bắt đầu như tú ghi ra tờ giấy, cài vô hình nền chỉnh sửa Photoshop trong cái <laughs> internet Còn nhìn đi cỡ nào mà không không anh chị phải nạp hình ảnh vào bây giờ không hình dung được phải nạp hình ảnh vào thôi. Muốn có muốn hình dung được cái gì phải có hình ảnh về cái đó trước đã. Nha anh chị. Ok chưa? Bao trăm số anh chị nắm rõ rồi, còn mình tôi giờ làm được bức tranh chưa? Giờ ngon lành chưa? Ngon lành cành đào chưa? giờ cho thuyền ra khơi nha ổn áp chưa anh chị có câu hỏi gì không rồi xem bức tranh của mình đi coi đúng chưa rồi mình muốn gửi bức tranh cho chủ nhóm mình sửa thì vui lòng là mình để trong cái bản quật nha cái nhiều khi chữ anh chị đẹp quá nhìn cũng đang ra luôn á chụp anh chị. anh chị ghi nhanh quá như tấu sớ người ta đọc không được luôn mình đã dạy còn chụp đèn mờ nữa chứ nó làm lại đi ai mà chưa đúng thì làm lại anh chị nào đã đúng rồi thì à, ngày mai tôi sẽ dẫn anh chị cách để cài đặt mục tiêu vào trong tầng tiềm thức của mình và hãy làm theo các bước nha và ứng dụng cho tất cả mục tiêu của mình mục tiêu bán bất động sản hay là thu hồi thu nhập thì cũng ứng dụng như vậy luôn không có di chuyển đâu nha ngồi yên một chỗ một cái khung cảnh thôi hai bức tranh một ô tô cũng thế nhìn thấy một cái khung cảnh này rõ chưa rồi rất là tuyệt vời À, rất cảm ơn tất cả anh chị đồng hành cùng Tú và câu lạc bộ trong buổi tối hôm nay. Anh chị hãy nhắn tin trưởng nhóm mình để nhận cái bức tranh mẫu nếu anh chị nào chưa có. Và nhắn tin cho trưởng nhóm của mình để điều chỉnh sửa bức tranh nha. Trong một tháng anh chị, ngày đầu tháng là chúng ta chỉ có từ 1 tới 3 ngày để chúng ta hoàn tất cái bức tranh của mình và mình cho thuyền ra khơi nha. Đừng lâu quá. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào tất cả anh chị vào những buổi dung tiếp theo. Bye bye, I love you.